MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến Hồn U Linh tập 329. Không tốt, đây là bẫy dập. Ma tộc cường giả Ma Tiêu bỗng một tiếng quát như sấm, nhưng hắn lại trơ mắt nhìn thấy thiên nhân tộc cùng hai người bọn họ đồng bạn xông vào tiên đạo vòng xoáy bên trong, hoàn toàn biến mất không gặp. Những người khác con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, tiên tri môn xuất hiện một sát na kia, tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Cỗ này khí tức, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Mỗi người đột phá tổ vương cảnh, đều phải cảm ứng tiên tri môn tồn tại, sau đó vượt qua tiên tri môn, tiến vào bản nguyên thế giới mở ra bản nguyên đại đạo. Nhưng hiện tại, chừng 20 cái thiên nhân tộc cùng 2 cái ma tộc cường giả lại là chân thân tiến nhập bản nguyên thế giới. Theo bọn họ biết, còn chưa bao giờ có người có thể chân thân tiến vào bản nguyên thế giới A. Mặc dù không biết bản nguyên thế giới có nguy hiểm gì, nhưng bọn họ nội tâm vẫn như cũ cực kỳ may mắn. May mắn nhóm người mình bị Ma Tiêu ngăn lại, bằng không mà nói, bọn họ tất nhiên cũng sẽ bị dụ vào bản nguyên thế giới bên trong. Cũng đúng lúc này, bốn phía tinh thần bộc phát ra hào quang sáng chói, ngay sau đó run rẩy kịch liệt, bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành đầy trời thiên thạch đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Ma Tiêu đám người dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Nếu là tiên nhân chân chính bí cảnh, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, nhưng là một cái bẫy mà thôi, đám người đương nhiên sẽ không đần độn tiến vào bên trong. Thật lâu, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, phía trước tinh không mênh mông bị một cái lỗ đen thật lớn thay thế, bên trong hỗn độn khí bành trướng, vô cùng kinh khủng. Ma Tiêu đám người ánh mắt phức tạp. Vậy mà người trong bóng tối có thể bố trí xuống lớn như vậy thủ bút, dẫn dụ bọn họ một đám tổ vương cảnh, đối phương thực lực tất nhiên không kém. Bọn họ cái kia hai người đồng bạn, cùng chừng 20 cái thiên nhân tộc, sợ là sinh tử không biết. Ta cuối cùng cảm giác cái bẫy này là nhằm vào thiên nhân tộc, các ngươi nói, cái kia 21 thiên nhân tộc tổ vương, có thể có mấy người sống sót. Muốn giết chết 21 tổ vương cảnh, trừ phi tiên vương, bằng không căn bản không thể nào làm được, nhưng nếu là tiên vương, đối phương căn bản không cần như thế đại phí khổ tâm. Bất kể như thế nào, bọn họ cho dù sống tiếp, khẳng định không chết cũng lột ra. Một đám ma tộc tổ vương cường giả nghị luận ầm ĩ, nhìn qua xa xa hắc động tràn đầy kiêng kỵ. Bố trí xuống này cục người, trước đó liền giết 8 cái thiên nhân tộc. Ma Tiêu lại là lông mày nhíu lại, không quá xem trọng vậy tiến vào 23 người tương lai. Ma Tiêu tiền bối nhận biết. Một cái khác ma tộc hỏi, những người khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Cái kia lục đạo luân hồi ấn, chính là bị một cái nhân tộc đoạt được, bất quá, hắn chẳng qua là phổ thông tổ vương cảnh mà thôi. Ma Tiêu giải thích nói. Làm sao có thể? Đám người trợn tròn mắt. Một cái bình thường tổ vương cảnh, có thể giết chết 8 cái tổ vương cảnh. Ngươi nhà là đang nói đùa mà nói à. Các ngươi có thể không nên coi thường người này, hắn nhưng là từ Thái Tuế đại nhân trong tay đào thoát, không nghĩ tới chạy ra khỏi chư ma tổ địa, còn đang nơi đây bày ra đại cục. Ma Tiêu thở sâu, trong mắt tràn đầy kiêng dè. Một cái có thể giết chết 8 cái tổ vương cảnh, hơn nữa còn có thể từ Thái Tuế trong tay còn sống sót người, lại có thể lẽ thường độ. Hắn chỉ hy vọng về sau bản thân không muốn gặp gỡ đối phương, bằng không, tuyệt đối chịu không nổi. Ma Tiêu đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trong đó một cái ma tộc nhịn không được mở miệng. Đối phương mặc dù là vì thiên nhân tộc mà đến, nhưng mà ai biết đối phương về sau sẽ không đối phó bọn họ. Vạn nhất bị theo dõi đây. Lấy Tiêu Phàm hào quang chiến tích, đủ để chấn nhiếp đến bọn họ. Ta sẽ thông chi Thái Tuế đại nhân, để cho định đoạt. Ma Tiêu hít sâu một cái nói. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng, Tiêu Phàm nhất cử hủy diệt thiên nhân tộc 21 thiên nhân tộc một màn. Hắn biết rõ, người khác không cách nào làm được sự tình, cái này nhân tộc tiểu tử có thể làm được. Trước đó giết chết thiên nhân tộc 8 cái tổ vương cảnh, chính là ví dụ tốt nhất. Đám người âm thầm gật đầu, nhưng trong lòng bắt đầu tính toán. Bản thân muốn hay không nghĩ biện pháp rời thái cổ thần giới đây. Có cái kia nhân tộc tiểu tử ở, thái cổ thần giới quá nguy hiểm. Tiêu Phàm tự nhiên không biết bọn hắn ý nghĩ, ở tiên môn xuất hiện một sát na kia, Tiêu Phàm cùng Hoang Ma hai người cũng đồng thời tiến nhập trong đó. Không tốt, chúng ta bị lừa. Nơi này là chỗ nào? Còn có thể là đâu, tất nhiên là bản nguyên thế giới. Thiên Hoang Vương đám người sắc mặt đại biến,
cảm nhận được trên người tiên tri lực sói mòn, đám người càng là cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Bọn họ đều biết, tổ vương cảnh cũng không phải thật sự là bất tử bất diệt. Bản nguyên đại đạo là tổ vương cảnh ưu thế, nhưng là đồng dạng là tổ vương cảnh yếu thế. Một khi bản nguyên đại đạo vỡ nát, hơn nữa bọn họ nhục thân ở đây, đoán chừng muốn phục sinh cũng khó khăn. Hoan nghênh đi tới bản nguyên thế giới. Đột nhiên, một đạo phiêu miểu không u thanh âm ở bản nguyên thế giới bên trong vang lên. Nơi xa, hai đạo bóng người chậm rãi hiển hóa, bọn họ chân đạp bản nguyên đại đạo, lãnh đạm nhìn xem 21 thiên nhân tộc cùng hai cái ma tộc. Hai người tự nhiên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm cùng Hoang Ma. Nếu như bình thường, hai người nhìn thấy hơn 20 cái tổ vương cảnh, đoán chừng cũng chỉ có nước chảy trốn. Nhưng hiện tại, bọn họ lại bình tĩnh tự nhiên. Có tiên linh ở bên người, bọn họ tiên tri lực cơ hồ chính là vô cùng vô tận, muốn chết cũng khó khăn. Trừ phi những cái này thiên nhân tộc có thể đánh nát hắn bản nguyên đại đạo. Đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội. Là ngươi lại còn sống sót. Thiên Hoàng Vương kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Mặc cho ai nhìn thấy một cái đã sớm đáng chết người xuất hiện ở trước mắt, tất nhiên cũng sẽ không bình tĩnh. Nhất là Tiêu Phàm còn có được chém giết tổ vương cảnh thực lực. Trước đó Thiên Hoàng Vương bọn họ một mực không minh bạch Tiêu Phàm vì sao có thể giết chết bọn hắn đồng bạn, hiện tại bọn hắn đều biết. Tiêu Phàm dưới chân bản nguyên đại đạo, mang cho bọn hắn áp lực quá lớn. Dòng giá 2000 mét rộng bản nguyên đại đạo A, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngươi chết ta đều sẽ không chết. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, sát khí nặng nề hướng về Thiên Hoang Vương bọn họ, bất quá cũng không có tính toán ra tay. Nói đùa cái gì, đối phương dù sao cũng là 21 tổ vương cảnh, tăng thêm ma tộc hai cái, nhưng chính là 23 cái. Hắn cùng hoang ma nếu là như vậy tùy tiện giết đi qua, chẳng những giết không chết đối phương, ngược lại sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Dù sao, cái này 23 cái tổ vương cảnh biết rõ bản thân hãm sâu nguyên lành, tất nhiên sẽ kéo Tiêu Phàm cùng hoang ma hai cái này kẻ cầm đầu đệm lưng. Giết hắn! Thiên Hoang Vương gầm lên giận dữ, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Mặc kệ có thể hay không rời đi bản nguyên thế giới, hắn đều nghĩ trước hết giết Tiêu Phàm lại nói. Huống hồ, Tiêu Phàm tất nhiên có thể bố trí xuống bẫy dập để bọn hắn tiến vào nơi này, nghĩ đến cũng vô cùng có khả năng có được rời đi phương pháp. Chỉ một thoáng, tất cả tổ vương cảnh cường giả, bao quát ma tộc hai cái kia tổ vương cảnh, tất cả đều không chút do dự hướng về Tiêu Phàm cùng hoang ma đánh tới. Bản nguyên thế giới bạo loạn không thôi, kinh khủng khí tức đang lăn lộn. Muốn giết ta? Vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Căn bản không cùng đám người chính diện giao phong, cùng hoang ma nhấc chân liền chạy. Đánh thì đánh bất quá cái này hơn 20 cái tổ vương cảnh, nhưng là chạy trốn, hơn 20 cái tổ vương cảnh cũng căn bản không có khả năng đuổi kịp. Tận tình tiêu hao tiên tri lực A, ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tiêu Phàm trong lòng nhe răng cười, quay đầu liếc hơn 20 cái tổ vương cảnh một cái, dường như thấy được con mồi mỹ vị. Tiêu Phàm cùng hoang ma điên cuồng chạy trốn, nhìn như 10 điểm chật vật. Nhưng là hai người lại là một chút cũng không lo lắng, hơn nữa đang lặng lẽ cảm ứng những cái này tổ vương cảnh bản nguyên đại đạo khí tức. Chính diện giết không chết bọn họ, nhưng nếu là vỡ nát bọn họ bản nguyên đại đạo, đến lúc đó hai người muốn diệt đi cái này 23 người, hoàn toàn như chơi đùa. Tiêu Phàm, ta cảm ứng được hai người bản nguyên đại đạo, liền ở cách đó không xa. Chỉ chốc lát sau, hoang ma đột nhiên truyền âm nói. Đi! Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Tốc độ bỗng tăng tốc. Chúng ta phải thừa dịp bọn họ không phát hiện, trước giết nhiều mấy cái, bằng không, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ phân tán thoát đi. Hoang ma ngưng tiếng nói. Yên tâm, bọn họ một cái đều chạy không thoát. Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, khinh thường nói tiên linh sớm đã khóa chặt bọn hắn khí tức, chúng ta tùy thời đều có thể tìm tới bọn họ, cũng liền nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Hoang ma sững sờ, hắn thế mới biết. Tiên linh ở bản nguyên thế giới thế nhưng là như cá gặp nước. Trên đời này, sợ là không có bất kỳ người nào so tiên linh hiểu rõ hơn bản nguyên thế giới. Có nó ở, những người này muốn chạy trốn cũng không thể. Mấu chốt là, bọn họ chết ở chỗ này, cũng vô pháp hướng thiên nhân tộc mật báo. Hơn nữa chết cũng đã chết, căn bản cũng không có sống lại cơ hội. Thiên Hoang Vương đại nhân, dạng này đuổi giết bọn hắn không phải biện pháp, chúng ta tiên tri lực tiêu hao quá lớn. Đột nhiên, một cái thiên nhân tộc tổ vương sắc mặt khó coi nói.
Vì sao bọn họ không có việc gì? Chẳng lẽ là bởi vì bản nguyên đại đạo? Người bọn họ dung bản nguyên đại đạo, đối tiên tri lực tiêu hao khẳng định rất nhỏ. Đám người nghi hoặc sau khi, có người trong nháy mắt nghĩ tới điểm mấu chốt. Bọn họ thời khắc này tiên tri lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, trái lại Tiêu Phàm cùng Hoang Ma, hai người nhẹ nhàng như thường, nhất định là cùng bản nguyên đại đạo có quan hệ. Thiên Hoang Vương đại nhân, ta cảm ứng được ta bản nguyên đại đạo. Cũng đúng lúc này, trong đó một cái thiên nhân tộc hết sức kinh hỉ nói. Ta cũng vậy, ta bản nguyên đại đạo liền ở phía trước. Một cái khác thiên nhân tộc phụ họa nói. Thiên Khuyết, các ngươi 10 người đi tìm tự thân bản nguyên đại đạo, tìm tới bản nguyên đại đạo, sẽ cùng chúng ta tập hợp. Thiên Hoàng Vương quyết định thật nhanh. Trong lòng cười lạnh không thôi, tự cho là khám phá Tiêu Phàm bọn họ âm mưu quỷ kế. Muốn mài chết chúng ta sao? Đừng mơ mộng hão huyền, chúng ta thế nhưng là có hơn 20 người, có một nửa truy sát các ngươi, liền đầy đủ để cho các ngươi tuyệt vọng. Đợi tất cả chúng ta thân dung bản nguyên đại đạo, đến lúc đó giết các ngươi, còn không phải như chơi đùa. Nói xong, trong đó 10 cái thiên nhân tộc trong nháy mắt thoát ly đội ngũ, đứng tại chỗ cảm ứng tự thân bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm cùng Hoang Ma tự nhiên thấy cảnh ấy, trong lòng cười lạnh không thôi. Bản nguyên thế giới biết bao to lớn, muốn tìm được tự thân bản nguyên đại đạo, biết bao khó khăn. Lúc trước, nếu không phải là có khí vận phụ thể, hắn cùng Hoang Ma khi tìm thấy bản thân bản nguyên đại đạo phía trước, đoán chừng tiên chi lực liền đã tiêu hao hết. Đến lúc đó, bản nguyên thế giới sẽ thôn phệ thiên số chi lực cùng sinh mệnh chi lực. Trừ phi những người này có thể ở tử vong trước đó, tìm tới tự thân bản nguyên đại đạo, bằng không mà nói, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, cho dù tìm được bản nguyên đại đạo, tiên chi lực hao hết, nghĩ muốn đánh với bọn họ một trận, căn bản liền không có khả năng. Nhanh, ta bản nguyên đại đạo là ở chỗ này. Trong đó một cái cảm ứng được bản nguyên đại đạo thiên nhân tộc cuồng hỉ nói. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, cái kia thiên nhân tộc bản nguyên đại đạo bị Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo triệt để nghiền nát, cuồn cuộn bản nguyên chi lực toàn bộ sáp nhập vào Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo. Cái kia thiên nhân tộc bỗng nhiên phun ra một ngụm nghịch huyết, sắc mặt trắng bạch. Sau một khắc, hắn khí tức trên thân không ngừng uể oải. Bản nguyên đại đạo vỡ nát, rơi xuống nghịch thiên chi cảnh. Hắn tiên tri lực tự động tiêu tán, làm sao còn có thể chống đối bản nguyên thế giới lực lượng quỷ dị. Chỉ thấy khuôn mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên già nua lên, sinh mệnh chi lực nhanh chóng xói mòn. Không tốt, tất cả mọi người mau trốn, đây là bọn hắn âm mưu. Thiên Hoàng Vương gầm thét. Hắn không phải người ngu, ngược lại khôn khéo hung ác, làm sao còn nhìn không ra, Tiêu Phàm cùng Hoang Ma chính là vì hủy diệt bọn hắn bản nguyên đại đạo. Bản nguyên đại đạo vỡ vụn, căn bản không cần hai người xuất thủ, bọn họ liền sẽ chết ở bản nguyên thế giới thôn phệ lực lượng phía dưới. Tiễn ngươi một đoạn đường. Lúc này, giọng nói lạnh lùng ở cái kia thiên nhân tộc bên người vang lên, lại là Hoang Ma đột nhiên xông ra, một quyền đánh bể cái kia thiên nhân tộc cường giả. Già nua thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mênh mông huyết vụ tiêu tán tại hư không. Những người khác thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, xoay người bỏ chạy. Nơi nào còn có đảm lượng dám truy sát Tiêu Phàm bọn họ. A, à, lại là một tiếng hét thảm vang lên, cái thứ hai thiên nhân tộc cường giả bản nguyên đại đạo vỡ nát, cho tạo thành to lớn phản phệ. Bọn họ lúc này mới ý thức được, bản nguyên đại đạo căn bản chính là bọn họ bùa đòi mạng. Nhanh, tất cả mọi người tản ra. Thiên Hoang Vương giống to, trơ mắt nhìn xem cái thứ hai thiên nhân tộc tổ vương bị Hoang Ma nghiền sát, chết không thể chết lại. Hắn lại không có nửa điểm đảm lượng dám đi tới cứu giúp. Trốn. Các ngươi là trốn không thoát đâu. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, giống như nhìn người chết một dạng nhìn xem Thiên Hoang Vương đám người. Tiểu tử, ngươi thật muốn làm tận tuyệt như vậy, sẽ không sợ ta thiên nhân tộc trả thù. Thiên Hoang Vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trả thù. Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, thực sự là chê cười, ngươi đều phải làm cho ta vào chỗ chết, ta còn sợ các ngươi trả thù. Sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt trở nên băng lãnh, giống như vạn năm hầm băng, dày đặc khí lạnh nói, huống chi, để cho các ngươi rời đi, các ngươi mới có thể trả thù. Các ngươi nếu như chết ở chỗ này, lại như thế nào trả thù ta? Đại Thiên Chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Hoàng Vương thật sự có chút hoảng. Tổ Vương Cảnh, bất tử bất diệt, vô số năm qua, cơ hồ đều là thiết luật. Nhưng bây giờ,
Tiêu Phàm lại phá vỡ đầu này thiết luật, cái này khiến hắn làm sao không sợ. Vậy ngươi đoán chừng không thấy được. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Chỉ một thoáng, hắn trên người bộc phát ra kinh khủng khí tức, một kiếm nổi giận chém mà ra, trực tiếp xuyên qua Thiên Hoang Vương nhục thân, máu tươi vẩy ra hư không. Thiên Hoang Vương há mồm thở dốc, hắn tiên tri lực tiêu hao quá lớn, muốn khôi phục nhục thân, đều cực kỳ khó khăn. Ta vốn có thể chờ các ngươi chậm rãi chết đi, nhưng là, ta cảm thấy dạng này quá tiện nghi các ngươi. Tiêu Phàm ta cười nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười, Thiên Hoang Vương nhịn không được dùng mình một cái. Vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn còn là lần đầu tiên phát hiện tử vong cách mình gần như thế. Chủ yếu nhất là, người có thể giết chết hắn, chỉ là một cái mới vừa vào tổ vương cảnh người mà thôi. Tiêu Phàm, ta lại phát hiện hai người bản nguyên đại đạo. Hoang ma thanh âm ở phía xa truyền đến. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chỉ chốc lát sau, lại có hai cái thiên nhân tộc bản nguyên đại đạo vỡ nát, hoang ma nhất cử tiêu diệt bọn hắn nhục thân. Mọi người ở đây, ai cũng không thể nghĩ đến, Tiêu Phàm cùng hoang ma liên thủ, diệt sát tổ vương cảnh, giống như thái thịt cắt cỏ một dạng đơn giản. Cái này căn bản không phải đồng đẳng chiến đấu, nhất định chính là áp đảo tính đột sát. 4 cái, còn có 19 cái. Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Thiên Hoang Vương sắc mặt hơi trắng bệch, không chỉ là tiên tri lực sói mòn cực kỳ nghiêm trọng, chủ yếu hơn chính là, Tiêu Phàm tàn nhẫn cùng hung mãnh, nhường hắn cực kỳ sợ hãi. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đã bao nhiêu năm, từ khi đột phá tổ vương cảnh về sau, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này hiểm cảnh. Tử vong, cùng bọn hắn hoàn toàn cách biệt, thậm chí, hắn đều nhanh quên chảy máu cảm thụ. Nhưng hôm nay, lại bị một nhân tộc tu sĩ bức bách đến tình trạng như vậy. Thiên Hoang Vương toàn thân trán phóng ánh sáng màu trắng, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, tùy thời làm xong liều chết chém giết. Hắn tự biết hôm nay khó thoát một kiếp, thậm chí bọn họ 21 tổ vương cảnh đều vô cùng có khả năng chôn xương nơi đây, khi hắn vẫn như cũ muốn kéo lấy Tiêu Phàm đệm lưng. Thiên Hoang Vương, đừng nghĩ cùng ta đồng quy vu tận, ta sẽ không cùng ngươi giao thủ. Tiêu Phàm nhìn ra Thiên Hoang Vương suy nghĩ trong lòng, tiện tiện cười. Hiện tại, hắn hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động, cho dù không cùng Thiên Hoang Vương động thủ, Thiên Hoang Vương cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn há lại sẽ ở Thiên Hoang Vương còn có lực đánh một trận lúc, cùng hắn liều chết chém giết. Thiên Hoang Vương nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tiêu Phàm phanh thây xé xác. Nhưng hắn căn bản làm không được, hắn vừa động thủ, Tiêu Phàm xoay người bỏ chạy. Mà hắn vừa trốn, Tiêu Phàm ngay lập tức sẽ đuổi theo. Hiển nhiên, Tiêu Phàm giết những người khác chỉ là thuận tiện mà làm, chủ yếu nhất vẫn là muốn lấy hắn tính mệnh. Ngươi muốn giết bản vương, vậy cũng phải nhìn ngươi phải chăng có thực lực này. Thiên Hoang Vương cười gằn nói. Ngay sau đó sắc mặt hung ác, cũng không tiếp tục để ý mặt khác tổ vương cảnh, lách mình hướng về bản nguyên thế giới chỗ sâu lao đi. Tiêu Phàm không hề rời đi truy sát, ngược lại hướng về phía bên cạnh hư không đảo, ngươi xác định khóa chặt hắn khí tức. Yên tâm, hắn chạy không được. Một đạo thanh âm đạm mạc đáp lại Tiêu Phàm, hiển nhiên là tiên linh ở trong bóng tối nhìn chằm chằm toàn trường. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, vậy trước tiên giết thiên nhân tộc tổ vương, cuối cùng sẽ giải quyết hắn. Tiêu Phàm, bên này có ba người bản nguyên đại đạo. Hoang ma thanh âm lại tại Tiêu Phàm bên tai vang lên. Tiêu Phàm không chần chờ, nhanh chóng đuổi tới. Chỉ chốc lát sau, lại có ba cái thiên nhân tộc tổ vương vẫn lạc. Thiên giới. Tổ vương điện, Thiên Võ Vương đứng sừng sững đại điện bên trong, nhìn thấy từng tôn tổ vương cảnh tượng thần không ngừng vỡ nát. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thân làm thiên vương cảnh hắn, lại là không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản tất cả những thứ này. Thái cổ thần giới, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên Võ Vương lạnh như băng nói. Hô, lúc này, một bóng người xuất hiện, lại là Thiên Chiến Vương, thở hổn hển nói, Thiên Võ Vương, không xong, thái cổ thần giới truyền đến tin tức, Thiên Hoàng Vương bọn họ 8-9 phần 10 chúng bẫy dập. Bẫy dập? Thiên Võ Vương hết sức kinh dị. Cái gì bẫy dập, lại có thể để tổ vương cảnh nguyên một đám vẫn lạc. Thiên Chiến Vương đem mình ở thái cổ thần giới nghe nói sự tình đơn giản thuật lại một lần. Ngu xuẩn. Thiên Võ Vương nghe vậy, giận tím mặt, phẫn hận giận mắng một tiếng, cái gì cầu thí tiên đạo truyền thừa, nếu như thế gian thật có này truyền thừa, há lại sẽ chờ tới bây giờ. Mặc dù có, cũng không tới phiên hắn thiên hoang.
Nghe được Thiên Hoang Vương đám người bởi vì tiên đạo truyền thừa mà thân hãm bẫy dập, Thiên Võ Vương làm sao không giận. Người khác không biết, chẳng lẽ Thiên Hoang Vương cũng không biết sao? Trên đời nơi nào sẽ có cái gì tiên đạo truyền thừa? Người sáng suốt đều biết đây là cũng bẫy dập, có thể Thiên Hoang Vương lại còn tới nhảy vào, đây quả thực là tự chịu diệt vong. Ầm ầm. Nói xong, lại có mấy tôn tổ vương cảnh tượng thần nổ tung, bụi bặm quay cuồng, tràn ngập đại điện. Toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng, có thể rõ ràng nghe được mọi người nhịp tim thanh âm. Đối phương đến cùng dùng thủ đoạn gì? Cho dù là bẫy dập, cũng không khả năng nhanh như vậy giết chết bọn hắn. Thiên Chiến Vương con ngươi hơi hơi co rút lại, lộ ra không thể tin. Những người khác cũng là kinh hãi không thôi, mấy hơi thở thời gian, liền có tổ vương cảnh vẫn lạc. Thật coi tổ vương cảnh là cỏ rác sao? Cho dù là tiên vương cảnh, cũng không khả năng dễ dàng như thế giết chết một cái tổ vương cảnh mới đúng. Bọn họ làm sao biết, bản nguyên thế giới tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới căn bản khác biệt. Nơi này vẻn vẹn đi qua mấy hơi thở thời gian, mà bản nguyên thế giới, có khả năng đi qua một ngày, thậm chí vài ngày. Dù sao, bản nguyên thế giới thời không cơ hồ là tuyệt đối bất động. Thiên Chiến Vương thoại âm vừa dứt, lại có mấy tôn tổ vương cảnh tượng thần nổ tung. Một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, ở đây tổ vương cảnh cả người bốc lên một luồng hơi lạnh. Phải biết, cho dù là thái cổ thời đại, thậm chí tiên cổ thời đại, cũng rất ít liên miên vẫn lạc tổ vương cảnh a. Hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có quỷ dị như vậy sự tình phát sinh? Thiên Hoang Vương bọn họ có bao nhiêu người? Thiên Võ Vương nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đối Thiên Hoang Vương đã không ôm hy vọng quá lớn. Cho đến bây giờ, vẹn vẹn số thời gian 10 hơi thở, sẽ chết đi mười mấy tổ vương cảnh, thật sự là quá kinh khủng. Nếu không phải là tận mắt nhìn đến tổ vương tượng thần nguyên một đám nổ tung, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng dạng này sự tình. 21. Thiên Chiến Vương thở sâu đáp lại. Thiên Võ Vương toàn thân run lên, con ngươi đỏ bừng như máu, phủ đầy tơ máu. 21 tổ vương cảnh A, nếu như tất cả đều chết hết, đối thiên nhân tộc mà nói, cũng là cực kỳ trọng đại đả kích. Nếu như nghịch thiên chi cảnh còn tốt, lợi dụng thái thượng váng sinh trì, có lẽ còn có cứu giúp cơ hội. Nhưng tổ vương cảnh lại khác. Nếu như tổ vương tượng thần vẫn còn, thái thượng váng sinh trì có lẽ còn có biện pháp phục sinh bọn họ. Nhưng tổ vương tượng thần vỡ nát, cho dù là thiên nhân tộc lão tổ ở đây, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Truyền ta chi lệnh, tập hợp 30 cái tổ vương, theo bản vương tiến về thái cổ thần giới. Thiên Võ Vương nghe răng trợn mắt nói, vô luận là ai bố trí tất cả những thứ này, đều phải chết. Ngươi nếu đi, cái kia thái thượng độ tiên thánh điển đây. Thiên Chiến Vương ngưng tiếng nói. Ngươi lưu lại, tiếp tục cử hành. Thiên Võ Vương từ giữa hàm răng gạt ra mấy chữ. Bây giờ thiên nhân tộc tổ vương cảnh tử thương thảm trọng, nhất định phải sinh ra máu mới, bằng không mà nói, đối thiên nhân tộc tiếp xuống hành động, sẽ tạo thành không cách nào lường được tổn thất. Thậm chí, sẽ để cho thiên nhân tộc kế hoạch tiếp theo không cách nào tiếp tục chấp hành. Đây là Thiên Võ Vương tuyệt đối sẽ không cho phép. Dứt lời, cách đó không xa lại có mấy tôn tổ vương cảnh tượng thần nổ tung. Tốc độ này, cũng quá kinh khủng. Cứ tiếp như thế, dù cho thiên nhân tộc tất cả tổ vương cảnh ở đây, cũng không cần tiêu phí bao lâu thời gian, liền đều phải vẫn lạc. Mọi người ở đây đều muốn biết rõ, người cạm bẫy kia bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì sao tổ vương cảnh giống như run rế đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền bị giết chết. Thiên nhân tộc hành động tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn mười mấy thời gian hô hấp, liền lần nữa gom đủ 30 cái tổ vương cảnh cường giả. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Thiên nhân tộc thực lực, thực sự quá kinh khủng. Như vậy một chút thời gian liền gom đủ 30 cái tổ vương cảnh, thiên nhân tộc rốt cuộc có bao nhiêu tổ vương cảnh. Cũng liền ở nơi này mười mấy thời gian hô hấp, thiên nhân tộc vẫn lạc tổ vương, nhiều đến 20 cái. Chỉ có Thiên Hoang Vương tượng thần còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là, Thiên Võ Vương bọn họ đã không chờ được. Bọn họ biết rõ, Thiên Hoang Vương mặc dù thân làm chân vương cảnh, nhưng tuyệt đối cũng khó trốn một kiếp. Bản nguyên thế giới, Tiêu Phàm cùng Hoang Ma hai người liên thủ, rất nhanh liền giết chết thiên nhân tộc 20 cái tổ vương cảnh cường giả. Chỉ có Thiên Hoang Vương chưa chết. Hoang Ma thần sắc hơi choáng, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, bản thân một ngày kia, có thể chém giết 20 cái tổ vương cảnh. Cho dù hiện tại, hắn vẫn như cũ cảm giác có chút không thực tế.
Cái này quá rung động. Không cần nghĩ cũng biết, thiên nhân tộc sớm đã loạn thành một bầy. Chỉ còn lại có thiên hoang vương. Hoang ma thở sâu, như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn biết rõ, nếu như không phải bởi vì Tiêu Phàm, muốn giết chết nhiều như vậy thiên nhân tộc tổ vương cảnh cường giả, không khác người si nói mộng. Cho dù hắn có biện pháp đem thiên hoang vương đám người dẫn vào bản nguyên thế giới, cũng chưa chắc có thể làm đến. Chí ít, hắn không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Những cái này thiên nhân tộc tổ vương cảnh có lẽ sẽ chết, nhưng sẽ không chết ở trong tay hắn, mà là chết ở bản nguyên thế giới quy tắc phía dưới. Chớ nóng vội, thiên nhân tộc bên kia hẳn là cũng có phản ứng. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Nhiều như vậy tổ vương cảnh tử vong, thiên nhân tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đoán chừng sẽ có không ít tổ vương cảnh đã chạy tới thái cổ thần giới. Hoang ma thật sâu, cũng không có Tiêu Phàm lạc quan như vậy. Có lẽ, ngày đó hắn cùng Tiêu Phàm chạy trốn tràng cảnh, lại sẽ tiếp tục trình diễn. Ngươi rất khẩn trương. Tiêu Phàm cười nhìn lấy hoang ma, trêu ghẹo nói. Hoang ma không còn gì để nói. Ngươi nha, bản thân có thể không khẩn trương sao được. Ngươi cho rằng thiên nhân tộc là ăn chay à? Bọn họ chết nhiều như vậy tổ vương cảnh, tất nhiên sẽ có càng nhiều tổ vương cảnh đến lúc đó, hai người bọn họ làm sao chịu nổi. Lần tiếp theo, chúng ta có lẽ sẽ đối mặt càng nhiều tổ vương cảnh, nhưng là, tuyệt đối không phải là hiện tại. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Ngươi có biện pháp ngăn cản thiên nhân tộc. Hoang ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Thời gian không sai biệt lắm, truy sát thiên hoàng vương sự tình giao cho ta, hiện tại cần ngươi đi làm một việc. Tiêu Phàm hai mắt nhìn qua phương xa nói. Chuyện gì? Hoang ma không chút nghỉ ngợi nói. Đi hàng phục hai cái kia ma tộc tổ vương, bọn họ tiên tri lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, nếu không muốn chết, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tiêu Phàm cười cười nói. Liền việc này. Hoang ma trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên là muốn hắn đi hàng phục hai cái ma tộc tổ vương cường giả. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi nha không phải hẳn là nghĩ đến làm sao đi ngăn cản thiên nhân tộc viện quân sao? Vậy ngươi cho rằng đây? Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem hoang ma. Hoang ma không biết nói gì, hít sâu một cái nói, ngươi không nghĩ biện pháp ngăn cản thiên nhân tộc mặt khác tổ vương cảnh giáng lâm thái cổ thần giới. Bọn họ chết nhiều như vậy tổ vương cảnh, đến lúc đó nếu như dưới cơn nóng giận, đổ sát vô tận thần phủ sinh linh. Chấm ngoặc kép, hoang ma không có tiếp tục nói đi xuống, hắn tin tưởng Tiêu Phàm có thể minh bạch. Ngươi nói việc này à? Tiêu Phàm lại là lơ đễnh lắc lắc đầu nói, yên tâm, bọn họ tạm thời tới không được. Tốt, hai cái kia ma tộc tổ vương giao cho ngươi, nếu như ngu xuẩn mất khôn, vậy thành toàn cho bọn họ. Không đợi hoang ma mở miệng, Tiêu Phàm vỗ vỗ hoang ma bả vai, để lại một câu nói liền tại chỗ biến mất. Hoang ma hít một hơi thật sâu, cuối cùng cắn răng hướng về hai cái kia ma tộc tổ vương vị trí đuổi theo. Thái cổ thần giới, vô tận thần sơn đỉnh cao, một chỗ cực kỳ bí ẩn cấm địa. Nơi này bố trí vô số trận pháp, dù cho tổ vương cảnh cũng vô pháp tùy tiện tiến vào. Lúc này, cấm địa bên ngoài, xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh. Cái cuối cùng truyền tống trận. Bạch y nhân mở miệng, nhìn qua cái kia vô số trận pháp quang hoa, trên mặt tràn đầy khinh thường, hai cái nghịch thiên chi cảnh trấn thủ. Thiên nhân tộc cũng không tránh khỏi quá xem thường người trong thiên hạ. Nói xong, bạch y nhân lách mình liền tại chỗ biến mất, hoàn toàn không nhìn vô số trận pháp tồn tại, trực tiếp tiến nhập trong đó. Từ đầu đến cuối, cái kia trấn thủ trận pháp hai cái thiên nhân tộc nghịch thiên chi cảnh tu sĩ cũng chưa từng phát hiện tồn tại. Thời gian một hơi thở, bạch y nhân lần nữa từ trong trận pháp hiển lộ mà ra, nhìn qua cách đó không xa truyền tống tế đàn, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Ngay sau đó, hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay quỷ dị xuất hiện một thanh thần kiếm. Đưa tay vung lên, kiếm khí bắn ra, trực tiếp xé nát hư không, chém về phía truyền tống tế đàn. Ai? Trấn thủ trận pháp hai cái thiên nhân tộc nghịch thiên chi cảnh hậu chi hậu giác, trống rỗng xuất hiện ở trận pháp bên trong, mạnh mẽ khí tức bộc phát ra. Chỉ là vừa mới phun ra một chữ, hai người lại là con ngươi co rụt lại. Còn chưa kịp thấy rõ ràng bạch y nhân khuôn mặt, liền trong nháy mắt bị đầy trời kiếm khí phá tan thành từng mảnh, thần hồn câu diệt. Gần như đồng thời, truyền tống tế đàn cũng trong nháy mắt nổ tung, bị kiếm khí xoắn thành đầy trời bột mịn. Người tốt làm đến cùng, tiến Phật tiến đến Tây, truyền tống trận đã hủy đi, miễn phí đưa các ngươi về thiên giới A. Bạch y nhân khẽ nói một tiếng,
ngay sau đó biến mất ở trận pháp bên trong. Ngay sau đó, vô tận thần sơn phía trên, đầy trời kiếm khí trùng thiên, từng đạo kêu thảm vang lên. Vô số chấn thủ vô tận thần sơn thiên nhân tộc, toàn bộ bị kiếm khí chém giết, cơ hồ một tên cũng không để lại. Làm xong tất cả những thứ này, Bạch Y Nhân lần nữa xuất hiện ở một nơi thần bí động phủ bên ngoài. Hắn đưa tay đánh ra một đạo thủ quyết, phía trước không có vật gì động phủ, bỗng lưu quang bốn phía, từng đạo trận pháp màn sáng hiện lên. Bất quá, theo hắn đánh ra từng nét bùa chú, trận pháp màn sáng toàn bộ tự động tiêu tán ra. Không đợi trận pháp triệt để phá mở, Bạch Y Nhân liền biến mất tại chỗ. Thiếu huynh, trận pháp màn sáng hoàn toàn biến mất, một cỗ mạnh mẽ khí tức lăng không quét sạch mà ra. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người đi ra, đám người vẻ mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía. Trận pháp làm sao phá mở? Lão Tam đây. Trước tiên mở miệng nói chuyện là Nam Cung Tiêu Tiêu. Những người khác cũng kinh ngạc không thôi. Phải biết, trận pháp này thế nhưng là Tiêu Phàm tự mình bố trí, trừ bỏ Tiêu Phàm, những người khác tuyệt đối không cách nào từ ngoại giới phá giải. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm cũng không xuất hiện, mà trận pháp đã biến mất, cái này khiến bọn họ làm sao không kinh ngạc. Phu quân có lời, trận pháp phá mở, lập tức giải quyết thiên nhân tộc. Diệp Thi Vũ đôi mắt đẹp chớp lên, ngữ khí lạnh như băng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức khu trục thiên nhân tộc, giết không tha. Theo nàng ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao phi ra động phủ, từ thể nội thế giới triệu hồi ra bộ hạ, bắt đầu thanh lý vô tận thần phủ thiên nhân tộc. Nhưng mà, sau nửa ngày bọn họ mới phát hiện, tất cả thiên nhân tộc sớm đã không giải thích được biến mất. Thiên nhân tộc. Thiên Võ Vương tụ tập 30 cái tổ vương cảnh, đang chuẩn bị thông qua trước truyền tống trận hướng thái cổ thần giới đại khai sát giới. Nhưng ai ngờ, bọn họ vừa mới bước vào truyền tống trận, đột nhiên không gian thông đạo bắt đầu run rẩy kịch liệt, sau đó vỡ nát ra, tất cả mọi người đều ngã ra không gian thông đạo, xuất hiện ở trời sao vô ngần. Chuyện gì xảy ra? Có thiên nhân tộc tổ vương cảnh không hiểu. Truyền tống thông đạo biến mất, tất nhiên là có người hủy diệt truyền tống trận. Nhất định là thái cổ thần giới xảy ra vấn đề. Một cái khác thiên nhân tộc tổ vương sắc mặt khó coi nói. Sau đó, mọi người ánh mắt nhìn về phía Thiên Võ Vương, chỉ thấy Thiên Võ Vương sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Bọn họ nửa đường từ truyền tống thông đạo rời đi, vị trí hiện tại quá lúng túng. Vô luận là tiến về thái cổ thần giới, hay là trở về thiên giới, đều cần thời gian nhất định. Chờ bọn hắn lại chạy tới thái cổ thần giới, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Tốt một cái nhân tộc, không giết ngươi, bản vương thề không làm người. Thật lâu, Thiên Võ Vương lúc này mới biệt xuất một câu, sát khí cuồn cuộn. Bản nguyên thế giới. Tiêu Phàm thao túng bản nguyên đại đạo rong ruổi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắn ở tiên linh trợ giúp phía dưới, tìm kiếm Thiên Hoàng Vương tung tích. Về phần thiên nhân tộc phát sinh sự tình, hắn tự nhiên là không biết. Hắn chỉ có thể khẳng định, Thiên Võ Vương bọn họ muốn đến thái cổ thần giới. Tất nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Trước đó một tháng thời gian, Tiêu Phàm không chỉ có riêng ở sâu trong tinh không bố trí trận pháp, hắn cũng hỏi dò đông đảo cổ giới tin tức. Thiên nhân tộc chiếm cứ thái cổ thần giới về sau, ma tộc cùng nhân tộc, yêu tộc cưỡng ép hủy diệt mặt khác cổ giới phần lớn truyền tống trận. Nói cách khác, thiên nhân tộc muốn đến thái cổ thần giới, chỉ có từ vô tận thần sơn đỉnh cao số ít mấy cái bố trí truyền tống trận. Mà hắn... chỉ cần hủy đi mấy cái này truyền tống trận, thiên nhân tộc cũng chỉ có thể thất bại trong gang tấc. Về phần lần sau đối mặt thiên nhân tộc, đoán chừng ít nhất cũng phải mấy tháng, thậm chí mấy năm. Đến lúc đó, thái cổ thần giới tất nhiên cũng không khả năng chỉ có mấy người bọn hắn tổ vương cảnh mà thôi. Hơn nữa, mặt khác cổ giới đoán chừng cũng đã cùng thái cổ thần giới hòa làm một thể, mặt khác cổ giới thế lực lại có thể trơ mắt nhìn xem thiên nhân tộc nhúng tay. Nhất là ma tộc, bọn hắn dã tâm rất lớn. Đối thái cổ thần giới nhất định phải được. Bây giờ thiên nhân tộc tạm thời bị loại, bọn họ cao hứng đều không kịp đây. Lần sau gặp gỡ thiên nhân tộc, ma tộc tất nhiên sẽ trở thành đối kháng thiên nhân tộc quân chủ lực. Mà hắn đã được đến phong tiên sách, hoàn toàn có thể cho vô tận thần phủ trong thời gian ngắn nhất, sinh ra mấy cái tổ vương cảnh cường giả. Hẳn là liền ở mảnh khu vực này. Tiêu Phàm thân dung bản nguyên đại đạo, ánh mắt lạnh lùng hướng về bốn phía. Oanh! Vừa dứt lời, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, dường như bị một con rắn độc tập trung vào đồng dạng, đưa tay liền hướng phía sau một kiếm chém ra. Hư không một trận nổ vang, kinh khủng tiên tri lực va chạm, hư không rung động, nhấc lên hủy diệt tính bản nguyên phong bảo.
Tiêu Phàm lui lại mấy trăm dặm, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy Thiên Hoang Vương đứng ở một đầu bản nguyên đại đạo phía trên, sắc mặt lạnh lùng theo dõi hắn, hận không thể lập tức đem hắn ăn sống nuốt tươi. Dưới chân hắn bản nguyên đại đạo toàn thân hiện lên xám sắc, nhan sắc cũng không dễ thấy. Nhưng là hắn chiều dài lại đạt đến hơn 90 mét, độ rộng cũng có hơn 80 mét, ở chân vương cảnh bên trong, xem như đứng đầu nhất tồn tại. Dù sao, yếu nhất thiên vương cảnh, bản nguyên đại đạo cũng chỉ có 100 mét. Thiên Hoang Vương bản nguyên đại đạo khoảng cách 100 mét đã chỉ có cách xa một bước. Tiểu tử, bản vương nói qua, tất sát ngươi. Thiên Hoang Vương dày đặc khí lạnh nói. Không cho Tiêu Phàm thở hổn hển cơ hội, toàn thân thiêu đốt lấy tiên chi lực, dưới chân bản nguyên đại đạo chán phóng hào quang rực rỡ, nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc như thường, không tránh không lùi, thao túng bản nguyên đại đạo trực tiếp đụng vào. Mà hắn bản thân, càng là liên tiếp chém ra vài kiếm, cùng Thiên Hoang Vương va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Oanh, hào quang phun ra, hai người bản nguyên đại đạo đụng vào nhau, nhấc lên cuồng bạo năng lượng bản nguyên. Ken két một trận thanh thúy thanh âm vang lên, chỉ thấy Thiên Hoang Vương bản nguyên đại đạo, trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rạn, giống như mạng nhện một dạng tràn ngập mà ra, tùy thời đều có thể phá toái. Mà hắn bản thân, cũng bị Tiêu Phàm đẩy lui, toàn thân bị kiếm khí xé mở, máu tươi dâng trào. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên Hoang Vương hết sức kinh hoàng nói. Hắn biết rõ Tiêu Phàm chỉ là vừa mới đột phá tổ vương cảnh, mặc dù có được 2000 mét rộng bản nguyên đại đạo, nhưng là hắn vẫn như cũ cho rằng Tiêu Phàm không thể nào là hắn đối thủ. Nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến, bản thân bản nguyên đại đạo cường độ, hoàn toàn không phải Tiêu Phàm đối thủ. Sớm biết như vậy, cũng không tất yếu nhường ngươi sống lâu như thế. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Cho tới nay, hắn đều lo lắng Thiên Hoang Vương chó cùng rứt dậu, cho nên không dám cùng hắn ngạnh bính. Dù sao, một cái chân vương cảnh phát cuồng, nếu như thiêu đốt bản nguyên, vẫn là cực kỳ khủng bố. Nhưng hiện tại, thật cùng va chạm, Tiêu Phàm phát hiện, vẫn là đánh giá quá thấp bản thân. Hoặc có lẽ là, đánh giá cao chân vương cảnh. Nói xong, Tiêu Phàm thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hắn bản nguyên đại đạo bộc phát ra kinh khủng khí tức, hung hăng đâm vào Thiên Hoang Vương bản nguyên đại đạo phía trên. Hắn muốn chạy, có thể căn bản không kịp. Oanh, Thiên Hoang Vương bản nguyên đại đạo giống như pha lê một dạng nổ tung đến, sau đó hóa thành cuồn cuộn bản nguyên chi lực sáp nhập vào Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm một kiếm xuyên qua Thiên Hoang Vương mi tâm. A, Thiên Hoang Vương gào thét, vang vọng bản nguyên thế giới, bốn phía bản nguyên chi lực cuồn cuộn. Ngươi, Thiên Hoang Vương trong miệng phun máu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà lại chết bất ức như thế. Ngươi hẳn là may mắn, ngươi là cái cuối cùng, sống hơi lâu một chút. Tiêu Phàm kiếm trong tay khẽ run. Không đợi Thiên Hoang Vương nói hết lời, trực tiếp bị vô tận kiếm khí xoắn nát, hóa thành huyết vụ đầy trời, hình thần câu diệt, hoàn toàn chết đi. Bản nguyên thế giới phẫn nộ gào thét, dường như bởi vì một cái chân vương cảnh vẫn lạc, mà rên rỉ. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, Thiên Hoang Vương tất cả huyết khí toàn bộ đánh tan, bản nguyên thế giới lần nữa khôi phục thanh minh. Tiêu Phàm thu hồi tu la kiếm, hai tay vác sau lưng, nói nhỏ, ta thu hồi lời nói mới rồi, ngươi tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Thiên nhân tộc sẽ không bỏ qua hắn, hắn cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua thiên nhân tộc. Thiên Hoang Vương, căn bản không thể nào là cái cuối cùng, chỉ là chàng chiến dịch này người cuối cùng mà thôi. Thở sâu, Tiêu Phàm tại chỗ biến mất. Thật lâu, Tiêu Phàm lần nữa cùng hoang ma tụ tập cùng một chỗ, ở hoang ma sau lưng, còn đứng hai cái ma tộc cường giả. Thái U bái kiến phủ chủ. Hai người thở sâu, ngay sau đó hướng về phía Tiêu Phàm xá một cái thật sâu. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Không có gặp thiên nhân tộc 21 tổ vương cảnh đều vẫn lạc sao. Bọn họ nếu như không đầu hàng, kết quả tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn hoang ma một cái, hoang ma cho một cái yên tâm ánh mắt. Tiêu Phàm, Thiên Hoang Vương đây. Hoang ma vẫn là không nhịn được hỏi. Chết. Tiêu Phàm lãnh đạm trả về đáp, giống như giết chết Thiên Hoang Vương, chỉ là bóp chết một con kiến đồng dạng, căn bản không để ở trong lòng. Hai cái kia ma tộc tổ vương nghe vậy, trong lòng giận mình. Thiên Hoang Vương vậy nhưng là chân vương cảnh A, vậy mà đều không phải Tiêu Phàm đối thủ. Hai người bọn họ phổ thông tổ vương, nếu như không đầu hàng, lại có thể sống đến bây giờ. Hoang ma mặc dù sớm đã nghĩ tới Thiên Hoang Vương kết cục,
nhưng là chân chính nghe được Tiêu Phàm thừa nhận, lại là một phen khác cảm thụ. Hai người các ngươi, trước hết nghe từ Hoang Ma điều hành, tốt nhất cứ để người cho rằng, các ngươi đã chết. Tiêu Phàm lại nhìn về phía hai cái ma tộc cường giả nói. Đúng. Hai người nào dám có nửa điểm phản kháng. Người này nhất định chính là người điên, liên sát chừng 20 cái thiên nhân tộc tổ vương. Nếu là bọn họ dám can đảm phản bác, tuyệt đối cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi trước đợi ở ta thế giới bên trong. Hoang Ma để lại một câu nói, lấy tay vung lên, trực tiếp đem hai người ném vào thể nội thế giới. Cùng lúc đó, hư không run lên bần bật, tiên tri môn trống rỗng xuất hiện, uy áp thiên vũ. Nhìn qua nguy nga đại khí tiên tri môn, Tiêu Phàm cùng Hoang Ma bên trong tâm vô so phức tạp. Thở sâu, hai người đồng thời rời đi bản nguyên thế giới. Tiêu Phàm cùng Hoang Ma trở lại Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao, đã là mấy ngày sau. Vô Tận Thần phủ đám người, ở Diệp Thi Vũ hướng dẫn dưới, thanh trừ thiên nhân tộc tất cả còn sót lại lực lượng, lưỡng giới địa phương, lần thứ hai quy thuận Vô Tận Thần phủ khống chế. Phủ chủ, ma tộc biết được Thiên Hoang Vương đám người vẫn lạc tin tức, bắt đầu thu thập đại quân, xuất trình ta Vô Tận Thần phủ. Đại điện bên trong, Quân Nhược Hoan đem những ngày tháng sự tình cẩn thận cùng Tiêu Phàm cắt tỉa một lần. Vô lượng thiên đây. Tiêu Phàm ngón tay đập lan can, khẽ cau mày nói. Từ khi Bạch Ma biến mất sau, Huyền Cửu Kiếp dẫn người chống đối, nhưng cuối cùng không địch lại, vô lượng thiên rơi vào tay ma tộc. Quân Nhược Hoan giải thích nói. Phủ chủ, thuộc hạ có tội. Huyền Cửu Kiếp ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Phàm. Ngươi có tội gì? Tiêu Phàm thản nhiên nói, một cỗ đại lực đỡ dày Huyền Cửu Kiếp. Điểm này, Tiêu Phàm thật đúng là không thể trách cứ Huyền Cửu Kiếp. Huyền Cửu Kiếp mặc dù thiên phú cường đại, nhưng lại làm sao cũng chỉ là nghịch thiên chi cảnh mà thôi. Ma tộc mấy cái tổ vương đánh tới, hắn ở đâu là đối thủ? Có thể vì Vô Tận Thần phủ bảo tồn tất cả lực lượng, đã 10 phần không sai. Bạch Ma vẫn là không có tin tức sao? Tiêu Phàm lại nói. Bạch Ma thế nhưng là Vô Tận Thần phủ có chừng 4 cái tổ vương cảnh chiến lực một trong A, nếu như hắn biến mất, Vô Tận Thần phủ giống như bẻ gãy một cánh. Thuộc hạ một mực tìm kiếm Bạch Ma đại nhân tung tích, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ngày đó, hắn cùng với thiên nhân tộc một cái tổ vương cảnh sát nhập vào sâu trong vũ trụ, cuối cùng hai người đều hư không tiêu thất. Huyền Cửu Kiếp hít sâu một cái nói. Hư không tiêu thất. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Bạch Ma cùng cái kia thiên nhân tộc đều là tổ vương cảnh A, cái nào cấm địa đi không được. Nhưng hai người lại quỷ dị biến mất, hơn một tháng cũng không thấy tung tích, cái này khiến đám người làm sao bình tĩnh. Một cái có thể vây khốn hai cái tổ vương cảnh địa phương, trong thiên hạ cũng không nhiều. Phủ chủ, Tu La Điện gần nhất chiếm được một đầu kỳ dị tin tức. Lúc này, Huyết Vô Tuyệt đột nhiên đứng ra, thần sắc ngưng lại nói. À, Tiêu Phàm nhíu mày. Có thể làm cho Huyết Vô Tuyệt trịnh trọng như vậy ở đây nói ra tin tức, khẳng định không đơn giản. Tu La Điện một chút huynh đệ nói, từ khi chư thiên vạn giới quy nhất về sau, vẫn lạc một chút cường giả thi thể tất cả đều không hiểu ra sao biến mất. Vừa bắt đầu ta cũng không chú ý, nhưng là về sau càng ngày càng nhiều người báo cáo, ta cảm giác sự tình có kỳ quặc, liền để người trọng điểm dò xét một lần. Nhưng kết quả lại cực kỳ kinh người, lại có hàng vạn mà tính cường giả thi thể lăng không không thấy. Huyết Vô Tuyệt hít sâu một cái nói. Những người khác nghe vậy, tất cả đều lộ ra kinh hãi. Hàng vạn mà tính cường giả không thấy thi thể. Khẳng định không phải thi thể sẽ động, vậy chính là có người lại thu thập cường giả thi thể. Đối phương thu thập nhiều cường giả như vậy thi thể, khẳng định không đơn giản. Không chỉ là ma tộc, cũng có ta nhân tộc, yêu tộc, hơn nữa, biến mất những cái này thi thể, khi còn sống đều là thánh tôn cảnh trở lên tu vi. Huyết Vô Tuyệt lại bổ sung một câu. Có biết là ai lấy đi sao? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hắn mặc dù không biết thế nào sẽ có nhiều như vậy thi thể biến mất, nhưng hắn có thể cảm giác được, sự tình thật không đơn giản. Chỉ là, đối phương thu thập nhiều cường giả như vậy thi thể, lại là vì sao gì đây? Không biết. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu, chúng ta lấy thời gian lưu ngân thủ đoạn từng điều tra, căn bản không có bất kỳ tung tích nào, thật giống như những cái này thi thể là hư không tiêu thất. Thi thể làm sao có thể hư không tiêu thất, nhất định là cố ý. Nam Cung Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Có không ít người, thậm chí cảm nhận được âm mưu khí tức. Hơn nữa cái này âm mưu, rất lớn, có lẽ sẽ tác động đến chư thiên vạn giới. Lão Tam,
nếu không ta dẫn người đi điều tra một lần. Lăng Phong chủ động xin đi giết giặc nói. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, các ngươi mục tiêu chủ yếu, đều là trùng kích tổ vương cảnh, việc này ta tự mình đi làm, mặt khác, ma tộc chiến tranh, các ngươi cũng không cần nhúng tay. Đúng. Đám người gật gật đầu. Bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là nghịch thiên chi cảnh mà thôi, có thể đến giúp Tiêu Phàm có hạn. Trừ phi bọn họ mau chóng trùng kích tổ vương cảnh, bằng không mà nói, tương lai phát sinh đại chiến, bọn họ căn bản là không có cách tham dự. Vô tận thần phủ cũng không thể sự tình gì đều bị Tiêu Phàm xuất thủ, khoảng cách như vậy vô tận thần phủ hủy diệt cũng không xa. Tốt, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, tất cả giải tán đi. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Chỉ chốc lát sau, đám người nhao nhao rời đi, đại điện bên trong chỉ có 9 người lưu lại. Lão Đại, Lão Nhị, Thi Vũ, Tiểu Ngũ, Lâm Trần, Tà Vũ, Thí Thần, Diệp Khuynh Thành, Táng Hoang. Tiêu Phàm từng cái gọi ra 9 người danh tự, thần sắc hết sức nghiêm túc. 9 người thần sắc trịnh trọng nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ sở dĩ lưu lại, cũng là Tiêu Phàm bí mật truyền âm. Các ngươi 9 người, từng cái thiên phú dị bẩm, nhất là Tiểu Ngũ, hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Vậy mà cũng đột phá đến nghịch thiên chi cảnh. Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Quan Tiểu Thất trên người. Những người khác cũng là như thế, bọn họ song chưa nghĩ tới, tầm thường Quan Tiểu Thất lại có thể đuổi kịp bước tiến của bọn hắn. Phải biết, những người khác đột phá thánh tổ cảnh thời điểm, Quan Tiểu Thất vẫn chỉ là pháp tôn cảnh mà thôi. Nhưng từ khi Quan Tiểu Thất đột phá thánh tổ cảnh về sau, tu luyện tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi mấy năm, liền đuổi kịp bọn hắn cảnh giới, cái này thật bất khả tư nghị. Chỉ có Tiêu Phàm biết rõ, Quan Tiểu Thất thể chất đặc thù. Thân làm linh tộc hắn, có thể thôn phệ sinh mệnh chi lực đột phá, lần trước ở Khiếu Nhật Lang tộc lấy được vô số sinh mệnh chi lực, triệt để thành tựu hắn. Khó trách hắn lúc trước tràn đầy tự tin, không cần diệt kiếp thần liên, cũng có thể đột phá. Bây giờ vô tận thần phủ nghịch thiên chi cảnh không ít, nhưng là, các ngươi 9 người là ta tin tưởng nhất, cũng là người thân cận nhất, ta vốn không muốn cho các ngươi áp lực. Nhưng là, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, ta hy vọng, trong vòng một năm, tất cả mọi người có thể đột phá tổ vương cảnh, các ngươi có lòng tin hay không? Tiêu Phàm thở sâu, nói. Đám người rất cảm thấy áp lực, nhưng vẫn như cũ vô cùng kiên định gật đầu có. Tốt, tiếp đó, các ngươi cũng tìm được nhanh nhất khí vận gia trì, ưu tiên lấy được vô tận thần phù tất cả tài nguyên tu luyện, chỉ vì trùng kích tổ vương cảnh. Tiêu Phàm cười cười, ngay sau đó trong nháy mắt một điểm, từng đạo lưu quang chui vào đám người mi tâm. Đây là ta đột phá đến một điểm tâm đắc, cùng liên quan tới đột phá tổ vương cảnh hẳn là chú ý hạng mục công việc, các ngươi làm theo khả năng. Mọi người sắc mặt vui vẻ, lòng tin lại tăng lên không ít. Tốt, mọi người không có chuyện, liền bắt đầu bế quan a, có cái gì nghi hoặc, tùy thời tới tìm ta, hoặc là tìm Hoang Ma, ta đã cùng hắn đánh rồi chào hỏi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Lão Tam. Đột nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu nâng nhấc tay, nói, lần trước cứu chúng ta ra người kia, là ai? Đám người nghe vậy, cũng nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Tiêu Phàm mỉm cười, về sau các ngươi sẽ biết. Nam Cung Tiêu Tiêu bĩu môi, những người khác cũng có chút thất vọng, bất quá bọn hắn càng thêm xác định, vô tận thần phủ khẳng định còn có không muốn người biết lực lượng. Liền trước mặt mọi người người chuẩn bị rời đi trực tiếp, Tà Vũ đột nhiên lại mở miệng nói, đúng rồi Tiêu Phàm. Liên quan tới những cái kia biến mất thi thể, ta nghĩ ta khả năng biết là ai trộm đi. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở Tà Vũ phía trên. Tiêu Phàm cũng có chút bất ngờ, Tà Vũ thật đúng là ngẫu nhiên sẽ mang đến cho mình ngoài ý muốn kinh hỉ. Ngươi biết? Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi. Tà Vũ trịnh trọng gật đầu, nói, ngươi còn nhớ phải Khương Thiên Mục. Nghe được Khương Thiên Mục ba chữ này, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh hãi ngồi lên, ngươi ý tứ là, trộm đi thi thể là Khương tộc. Khương tộc, bọn họ trộm thi thể làm cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu khó hiểu nói. Không phải Khương tộc, mà là Khương tộc, Khương Thi Khương. Tà Vũ lắc đầu, trịnh trọng giải thích nói. Khương tộc, đám người một trận kinh ngạc, bọn họ đối hai chữ này 10 điểm lạ lẫm, trên đời còn có chủng tộc này sao? Tiêu Phàm lại là híp híp hai mắt, nói Khương tộc. Trên bản chất không thuộc về nhân ma yêu, mà là một đám thi thể ra đời linh trí, cùng âm linh tộc có chút tương tự, nhưng là lại hoàn toàn khác biệt. Khương tộc, danh xưng không ở trong ngũ hành, siêu thoát vạn giới bên ngoài, từng cái cũng có bất tử chi thân, trước kia ta vẫn cho là bọn họ chỉ là một cái truyền thuyết.
Từ khi nhìn thấy Khương Thiên Mục về sau, ta mới ý thức tới, cương tộc là thật là tồn tại. Tà Vũ một nhắc nhở như vậy, có lẽ thật đúng là bọn họ trộm thi thể đi. Bọn họ trộm đi thi thể làm cái gì đây? Nam Cung Tiêu Tiêu không hiểu nói. Ta không biết rõ. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn đối cương tộc hiểu rõ thân bằng có hạn, ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Tà Vũ. Tà Vũ, ngươi tất nhiên nhắc lên cương tộc, vậy ngươi cũng đã biết nguyên nhân. Tự nhiên là tăng cường bọn họ lực lượng. Tà Vũ thở sâu, giọng nói vô cùng ngưng trọng, cương tộc mặc dù không ở trong ngũ hành, siêu thoát vạn giới bên ngoài, hơn nữa có được bất tử chi thân, nhưng là, bọn họ cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Nhược điểm? Cũng có thân bất tử, còn có thể có nhược điểm gì? Kia liền là, bọn họ không có sinh sôi năng lực. Tà Vũ không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục giải thích nói, không thể sinh sôi, cương tộc liền không cách nào lớn mạnh. Nhưng là, cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ có được một hạng cực kỳ khủng bố năng lực, kia liền là đem thi thể cải tạo thành cương tộc, để cho khởi tử hoàn sinh. Hơn nữa, bọn họ không chỉ có thể cải tạo thi thể, còn có thể cải tạo còn sống sinh linh. Có thể nói, nếu như cương tộc nguyện ý, hơn nữa đủ cường đại, bọn họ có thể cho thiên hạ vạn linh, tất cả đều biến thành cương tộc. T, đám người nghe vậy, nhìn không được hít một hơi lạnh. Năng lực này cũng quá biến thái, nhưng nếu là cương tộc khủng bố như thế, vì sao một mực chưa hiển thế ở giữa, ngược lại không có tiếng tăm gì đây? Khương Thiên Mục giống như cũng không phải rất mạnh a, hắn có vẻ như chỉ là nghịch thiên chi cảnh a. Lăng Phong nghi ngờ nói. Lúc trước biên hoang phát sinh sự tình, sớm đã không phải là cái gì bí mật. Khương Thiên Mục mặc dù giết chết Thiên Xu, siêu hồ dữ liệu của tất cả mọi người, nhưng là, hắn thực lực căn bản tính không được mạnh cỡ nào a, nơi nào có nói khủng bố như vậy. Khương Thiên Mục là không mạnh, nhưng hắn chưa chắc là cương tộc chi chủ a, hơn nữa, các ngươi lại làm sao biết, hắn lúc đó, chính là hắn tất cả thực lực đây. Tà Vũ lắc đầu. Tiêu Phàm không có mở miệng, bất quá hắn ngược lại là cực kỳ tán đồng Tà Vũ mà nói. Ngay lúc đó Khương Thiên Mục, nhưng hắn đều cảm nhận được tuyệt vọng khí tức. Chí ít, hắn lúc đó, tuyệt đối không phải Khương Thiên Mục đối thủ. Nếu như Khương Thiên Mục nguyện ý, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Nhưng là, Khương Thiên Mục lại là không có làm như vậy. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm vẫn như cũ nghĩ không hiểu, Khương Thiên Mục vì sao muốn đối với hắn hạ thủ lưu tình. Bất quá, cái này chí ít cũng nói một điểm, cương tộc cùng hắn cũng không có cái gì cừu hận. Hơn nữa, có một chuyện, các ngươi khẳng định không biết. Tà Vũ lại chen lời nói. Vậy ngươi lại là làm sao mà biết được? Nam Cung Tiêu Tiêu trợn trắng mắt, chẳng lẽ lại là ngươi sư phụ cùng mấy cái thúc thúc uống say, cố ý nói cho ngươi nghe. Tà Vũ sắc mặt đỏ bừng, hung hăng chừng Nam Cung Tiêu Tiêu một cái. Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha hả, làm như không thấy Tà Vũ uy hiếp. Tà Vũ trầm ngâm mấy tức, nói ta là ở sư tôn thư phòng một quyển trên điển tịch thấy, bản kia điển tịch, ghi lại rất nhiều cương tộc sự tình. Vừa bắt đầu ta chỉ là xem như dị văn đến xem, cũng không nghĩ đến hắn phía trên ghi lại là thật. Ngươi nói sự kiện kia, là cái gì? Tiêu Phàm nhìn không được nội tâm hiếu kỳ, hỏi. Cương tộc truyền thừa cực kỳ lâu đời, có thể kéo dài đến tiên cổ thời đại. Tà Vũ sắp xếp lời nói một chút, nói tiên cổ thời đại, hỗn độn sinh linh đồ sát vạn linh, cuối cùng bị sáu đại cường giả đỉnh cao xuất lĩnh vạn tộc ngăn cản. Hỗn độn sinh linh thảm bại, không thể không thỏa hiệp, nhưng về sau lại đã xảy ra một việc. Một cái siêu cấp cường giả trống rỗng xuất hiện, trực tiếp khống chế hỗn độn sinh linh, lần nữa đối vạn tộc triển khai đột sát, mà lần này, vạn tộc tử thương thảm trọng, cơ hồ diệt tuyệt. Người nọ là ai? Nam Cung Tiêu Tiêu không chút nghĩ ngợi hỏi. Những người khác cũng lộ ra kinh hãi, trong lòng bọn họ, hỗn độn sinh linh đã đầy đủ biến thái, vậy mà còn có người có thể khống chế bọn họ đâu. Thực lực của người kia, lại là biết bao nghịch thiên. Tiên. Tiêu Phàm thình lình phun ra một chữ. Ngươi biết. Tà Vũ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm khẽ gật đầu, hắn lại nói, không sai, chính là tiên, bất quá đó cũng không phải tên thật, mà là vạn tộc đối với hắn xưng hô mà thôi. Tiên xuất hiện, khiến cho chiến cuộc phát sinh 180 độ chuyển biến, sinh sinh để vạn tộc đến diệt tuyệt sát sanh. Cho dù sáu đại cường giả đỉnh cao toàn lực phản kháng, vẫn như trước thua trận, hơn nữa tử thương thảm trọng. Cũng liền vào lúc đó, lại xuất hiện một người. Người này tự xưng là Cương, chính là bởi vì hắn xuất hiện, kéo lại tiên, khiến cho vạn tộc lần nữa lật bàn, đánh lui hỗn độn sinh linh, đánh bại tiên.
Mà cái này cương, hẳn là cương tộc chi chủ. Rầm rầm. Đám người nghe đến đây, bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, bất chi bất giác, phát hiện phía sau đã bị ướt đẫm mồ hôi. Tiêu Phàm cũng trợn mắt hốc mồm. Cho tới nay, hắn đều cho rằng tiên là chư thiên vạn giới người thứ nhất, nhân vật không thể chiến thắng. Nhưng hiện tại, lại nghe thấy khác tên của một người, hơn nữa còn là có thể cùng tiên địa vị ngang nhau tồn tại, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Nhưng hắn thở phào nhẹ nhõm là, cái này, cương, hình như là đứng ở vạn tộc một phe này. Đây cũng là một cái hết sức tin tức tốt. Không đúng, tất nhiên cương là đứng ở chúng ta một phe này, vì sao chỉ là khốn trụ tiên? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Nếu như cương thật mạnh mẽ như vậy, vậy thái cổ, hoang cổ, viễn cổ thời đại, vì sao vạn tộc lại muốn cùng tiên phân thân chiến đấu đây? Ta cũng không biết, lúc ấy xuất phát từ hiếu kỳ, ta hỏi qua sư tôn. Tả Vũ lắc đầu, trên mặt lộ ra nhớ lại, ta nhớ được, lúc ấy sư tôn thần sắc hết sức ngưng trọng, nhắc nhở ta, mọi thứ chưa từng tận mắt nhìn thấy, cũng không cần hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa, bất cứ chuyện gì cũng không cần quá dựa vào người khác, có thể dựa nhất chung quy là bản thân. Đám người lộ ra vẻ trầm tư, tà thần câu nói này, đến cùng là có ý gì đây? Chẳng lẽ là cương không đáng tin? Hay là, có ám chỉ gì khác? Đại điện bên trong yên lặng thật lâu, Tiêu Phàm mới nói tốt, mọi người cũng chớ suy nghĩ lung tung, việc này ta sẽ đi thăm dò rõ ràng, các ngươi nhiệm vụ là tu luyện. Đám người bế quan, Tiêu Phàm cũng không có nhàn rỗi, tự mình dẫn đầu thần ma vệ chống cự ma tộc. Một tòa cao vút trong mây cự phong vị trí, nơi này, chính là thách cổ thần giới cùng một cái khác cổ giới chỗ giao giới. Tiêu Phàm chắp tay đứng ở đám mây, ngắm nhìn phương xa. Bốn chi thần ma vệ chỉnh tề tinh tế đứng ở sau người, tản mát ra kinh khủng khí tức. Từ lần trước lấy được khí vận khí tức, thần ma vệ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phần lớn người đã đột phá tuyệt thế chi cảnh. Có chừng một thành thần ma vệ, càng là đột phá đến vô thượng chi cảnh. Vượt trội nhất vẫn là 12 đại thần ma chiến soái, toàn bộ đạt đến nghịch thiên chi cảnh. Bây giờ vô tận thần phủ, nghịch thiên chi cảnh đã không thiếu. Nhưng là, tổ vương cảnh lại là cực kỳ thưa thớt. Tiêu Phàm cũng không có keo kiệt, để tất cả thần ma vệ đều hưởng thụ lấy thiên địa vận vị gia trì. Tạm thời có lẽ thể hiện không được ưu thế, nhưng là theo khí vận thần long lớn mạnh, loại này gia trì ưu thế càng ngày sẽ càng rõ ràng. Trở lại thái cổ thần giới, khí vận thần long lần nữa khôi phục mấy trăm trượng, khoảng cách 1000 trượng cũng không xa. Tiêu Phàm đã từng thô sơ giản lược tính toán qua, khí vận thần long luyện hóa thái cổ thần giới tất cả khí vận, tất nhiên sẽ vượt qua ngàn trượng, thậm chí đạt tới mấy ngàn trượng. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm phát hiện mình quá xem thường thái cổ thần giới. Lấy tình thế bây giờ phán đoán, khí vận thần long có cực lớn có thể đột phá một vạn trượng. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì mặt khác cổ giới dung hợp nguyên nhân, khiến cho thái cổ thần giới khí vận một mực ở không ngừng gia tăng. Làm vạn giới quy nhất về sau, thái cổ thần giới khí vận tất nhiên sẽ đạt tới một cái kinh khủng cấp độ. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối tương lai tràn đầy tự tin. Hô! Một bóng người hiện lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Hoang ma, như thế nào? Tiêu Phàm nhìn về phía người tới hỏi. Ta đã sớm nói, ma tộc không có khả năng thuyết phục. Hoang ma thở dài, đây không phải bọn hắn ý chí, mà là chư ma tổ địa ý chí, hoặc có lẽ là thái tuế ý chí. Thái tuế tính toán rất nhiều, bây giờ thật vất vả có nhất thống chư thiên vạn giới cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua, ta khuyên nói cũng vô ích. Nói như vậy, thái tuế cũng có khả năng tự mình tham chiến. Tiêu Phàm nhíu mày. Thái tuế cường đại, hắn nhưng là thấu hiểu rất rõ. Liền hoang ma đều không có quá nhiều sức phản kháng, đối phương bản nguyên đại đạo đi không phải bình thường xa, có lẽ khoảng cách tiên vương cảnh cũng đã không xa. Bằng vào ta đối thái tuế hiểu rõ, hắn tạm thời sẽ không xuất thủ. Hoang ma lắc đầu. Ngươi xác định? Tiêu Phàm hoài nghi. Thái tuế người này, nhất là tham sống sợ chết. Hoang ma vô cùng trịnh trọng nói, lần trước sư tôn ta sống lại tin tức bị hắn đã biết, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không xuất hiện ở thái cổ thần giới. Chớ nhìn hắn tự phụ hết sức, nhưng chân chính đối mặt sư tôn ta, nhất định sẽ có rất lớn bóng tối. Trừ cái đó ra, thái tuế tất nhiên càng kiêng kỵ thiên nhân tộc thần thánh nhị sứ, hai người này chưa từng xuất hiện, hắn nơi nào sẽ ngoi đầu lên. Nói lên thái tuế, hoang ma là cực kỳ khinh thường. Dù cho đối phương so với hắn mạnh hơn nhiều, hắn vẫn như cú khịt mũi coi thường. Nói như vậy,
chúng ta đối thủ, mạnh nhất cũng chỉ có một cái thiên vương cảnh. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Nghe khẩu khí của ngươi, giống như không đem thiên vương cảnh để vào mắt. Hoang Ma trêu ghẹo nhìn xem Tiêu Phàm, gia hỏa này, bành trướng có vẻ như hơi quá đáng. Thiên vương cảnh, đây chính là tổ vương cảnh thê đội thứ ba tồn tại a. Từ lúc nào bắt đầu, liền phổ thông vương cảnh cũng dám không nhìn. Thiên vương cảnh rất mạnh sao? Tiêu Phàm cười nhìn lấy Hoang Ma, nhìn thấy Hoang Ma cực kỳ khó chịu, hắn lại vội vàng nói bổ sung, đây không phải còn có ngươi sao? Hoang Ma lại là lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta có thể ngăn lại ma tộc cái kia thiên vương cảnh, nhưng ma tộc tổ vương cảnh cũng không ít, chí ít cũng có 10 người. Chính diện đối chiến, ta đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc đối phó bọn hắn, có chút khó giải quyết. Huống hồ, trải qua thiên nhân tộc sự tình, ngươi cũng vô pháp đem bọn hắn lừa gạt vào bản nguyên thế giới, muốn giết chết bọn họ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tổ vương cảnh chỗ dựa lớn nhất là cái gì? Bất tử bất diệt, chỉ cần bản nguyên đại đạo chưa từng vỡ nát, hắn cái này thiên vương cảnh, cũng vô pháp diệt đi phổ thông vương cảnh tổ vương. Ngươi xác định, không cách nào làm cho bọn họ tiến vào bản nguyên thế giới, liền giết không chết bọn họ. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Ta, chấm ngoặc kép, Hoang Ma vừa định mở miệng, có thể lời đến khóe miệng lại cưỡng ép nuốt xuống. Người khác xác thực không cách nào giết chết phổ thông vương cảnh, nhưng Tiêu Phàm lại là một ngoại lệ a. Trước đó cùng thiên nhân tộc mười mấy tổ vương cảnh đối chiến, Tiêu Phàm không phải cũng giết chết 8 cái sao? Đem thiên nhân tộc lừa gạt vào bản nguyên thế giới, cũng chẳng qua là Tiêu Phàm lo lắng thiên nhân tộc tiếp viện mà thôi. Tất nhiên Hoang Ma đều xác định ma tộc không cách nào tiếp viện, Tiêu Phàm há lại sẽ e ngại. Lấy hắn thực lực bây giờ, có lẽ không phải Tiêu Phàm đối thủ. Nhưng là bàn về lực bộc phát, Tiêu Phàm có được gấp 2.7 thực lực tăng phúc, trừ phi thiên vương cảnh bên trong đem bản nguyên đại đạo đi tới 700 mét trở lên người. Những người khác, căn bản không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ. Là ta chưa nói. Hoang Ma nhún nhún vai, bĩu môi nói. Lần này ma tộc làm to chuyện, cũng là chuyện tốt, vừa vặn duy nhất một lần tiêu diệt bọn hắn. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Hắn rất chờ mong, đợi xử lý những cái này ma tộc, nhất thống dung hợp năm đại cổ giới thái cổ thần giới, khí vận thần long có thể đạt tới tầng thứ gì. Bọn hắn tới. Hoang Ma đột nhiên nhìn về phía cuối chân trời, sắc mặt nghiêm túc hết sức. Lần này, ma tộc mặc dù chỉ có mười mấy tổ vương cảnh, có thể trong đó nắm giữ một cái thiên vương cảnh, hai cái chân vương cảnh, tuyệt không phải trước đó gặp 10 cái thiên nhân tộc tổ vương có thể so sánh. Vừa dứt lời, cuối chân trời, một cỗ mạnh mẽ khí tức mãnh liệt mà tới. Tiêu Phàm cùng Hoang Ma trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Chỉ thấy từng chiếc thần chu giống như mây đen một dạng cuốn tới, che khuất bầu trời. Mặc dù ma tộc chỉ có 10 cái tổ vương cảnh, nhưng là, cũng đừng quên, những cái này ma tộc từng cái đều tu luyện hoán ma kinh, trong thời gian ngắn, thực lực có thể tăng lên mấy lần. Mặt khác, trừ bỏ 10 cái tổ vương cảnh, những người khác cũng không thể khinh thường. Trận chiến này, so với lần trước đối mặt 10 cái thiên nhân tộc càng thêm gian nan. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt rơi vào trong đó một chiếc thần chu phía trên. Nơi đó, một cái cao lớn hơn một trượng, người khoác hắc sắc ma giáp ma tộc cực kỳ dễ thấy, khắp chung quanh đen kịt một màu, dường như thôn phệ tất cả quang mang, ngưng tụ nguyên một đám hắc động. Người này tên là Chiến Thiên Ma. Theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn tới, Hoang Ma hết sức ngưng trọng giải thích nói, đã từng chính là sư tôn tướng tài đắc lực một trong, về sau quy thuận thái tuế. Hoang cổ thời đại, hắn cũng đã là chân vương cảnh, bây giờ hắn bản nguyên đại đạo hẳn là đạt đến 700-800 mét. Tiêu Phàm gật gật đầu, hết sức bá khí nói, ngươi nhiệm vụ chính là ngăn lại hắn, những người khác, đều giao cho ta. Hoang Ma còn muốn nói điều gì, nhưng lại không cách nào nói ra miệng. Lúc này loại cục diện này, là hắn hoàn toàn chưa từng dự kiến đến. Nguyên bản hắn cho rằng nhân tộc, yêu tộc sẽ cùng ma tộc liên thủ, cùng nhau ứng phó thiên nhân tộc. Ai ngờ xuất hiện thái tuế cái ngoài ý muốn này, khiến cho chỉnh bàn cờ đều phát sinh biến hóa. Còn chưa cùng thiên nhân tộc triệt để khai chiến, nhưng không được không cùng ma tộc tự giết lẫn nhau. Lúc này, Chiến Thiên Ma đột nhiên hơi hơi đưa tay, cả chi đại quân trong nháy mắt ngừng lại, cùng Tiêu Phàm xuất lĩnh thần ma vệ xa xa tương đối. Hoang Ma, không nghĩ tới người ta cuối cùng vẫn là đứng ở mặt đối lập. Chiến Thiên Ma trước tiên mở miệng, hoàn toàn không nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt khóa chặt ở Hoang Ma trên người. Trong mắt hắn,
cũng chỉ có Hoang Ma được cho một cái đối thủ. Tiêu Phàm chẳng qua là phổ thông vương cảnh mà thôi, hắn nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Chiến Thiên Ma, nhiều lời vô ích, nếu không các ngươi rút đi, nếu không liền chiến. Hoang Ma thái độ rất kiên quyết. Hắn đã từng, sẽ còn vì ma tộc cân nhắc, dù sao hắn cùng với ma tộc có không nhỏ sâu xa. Nhưng là bây giờ, hắn đã hoàn toàn đứng ở Tiêu Phàm lập trường. Tiêu Phàm muốn chiến, hắn sẽ không lui ra phía sau nửa phần. Đáng tiếc, chủ thượng nhân từ, xem ở các ngươi tốt xấu cũng có được sư tình nghĩa huynh đệ phân thượng, còn cố ý giao cho ta, tha cho ngươi một mạng. Chiến Thiên Ma nhàn nhạt lắc đầu. Ta còn cần Thái Tuế tên phế vật kia tha mạng sao? Hoang Ma khịt mũi coi thường. Coi như hắn tự trói hai tay, đứng ở Thái Tuế trước mắt, Thái Tuế cũng không dám động đến hắn. Thái Tuế chẳng qua là kiêng kỵ phụ thân hắn đám người, muốn mượn Chiến Thiên Ma tay giết bản thân thôi. Cũng không phải hắn khinh thường Chiến Thiên Ma, hắn đã từng có lẽ không phải đối thủ, nhưng là hắn sớm đã xưa đâu bằng nay, há lại sẽ e ngại Chiến Thiên Ma. Làm càn! Chiến Thiên Ma giận dữ mắng mỏ một tiếng, lạnh giọng nói, tất nhiên ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách bản vương không để ý tình nghĩa, tiễn ngươi lên đường. Con cóc ngáp! Hoang Ma còn chưa mở miệng, Tiêu Phàm khinh thường thanh âm liền vang lên, cùng là thiên vương cảnh, ngươi có thể giết được ai? Chủ tử nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi nô tài kia mở miệng? Chiến Thiên Ma nhíu mày, sắc mặt cực kỳ bất thiện. Cũng không phải hắn nhận biết Tiêu Phàm, cố ý nói như vậy. Mà là hắn thật cho rằng Tiêu Phàm chẳng qua là Hoang Ma cấp dưới mà thôi, dù sao, hắn chỉ là một cái bình thường vương cảnh mà thôi. Hừ! Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Lười nhác cùng Chiến Thiên Ma nói nhảm, ngữ khí lạnh như băng nói, Hoang Ma, nhường hắn im miệng. Hô, Hoang Ma nghe vậy, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Chiến Thiên Ma thần chu trước mặt, đưa tay một bàn tay che đẩy mà xuống. Ngươi dám! Chiến Thiên Ma giận tím mặt, đạp chân xuống, một quyền đón lấy Hoang Ma. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, cái kia phổ thông vương cảnh tiểu tử không đơn giản, lại có thể mệnh lệnh Hoang Ma. Oanh! Quyền trường chạm vào nhau, hư không bỗng nhiên nổ tung, năng lượng ba động khủng bố bay thẳng tứ phương, ma tộc nhất phương thần chu tất cả đều bị hất bay ra ngoài. Vô số ma tộc tu sĩ nổ tung, máu tươi vẩy ra, rải đầy trời. Giết! Chiến Thiên Ma triệt để tức giận, hắn mang theo một đám thánh tổ cảnh cùng với phía dưới tu vi tu sĩ tới đây, có thể không phải là vì tham chiến, mà là vì thu hoạch vô tận thần phủ địa bàn. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến. Hoang Ma chào hỏi không đánh, trực tiếp diệt gần một nửa. Theo Chiến Thiên Ma ra lệnh một tiếng, mặt khác chín cái tổ vương cảnh cầm đầu, nhao nhao nhào về phía Tiêu Phàm bọn họ. Theo bọn hắn nghĩ, chín cái tổ vương cảnh liên thủ, đổ sát một cái vương cảnh cùng một đám thánh tổ cảnh, quả thực như chơi đùa. Vậy mà lúc này, xoẹt xoẹt từng đạo tinh thần chi quang từ thiên khung phía trên độ xạ mà xuống, phát ra trận trận bén nhọn tiếng xé gió chói tai. Vẹn vẹn một hơi không đến thời gian, phương viên mấy vạn dặm phạm vi, tất cả đều bị ánh sao đầy trời bao phủ ở bên trong, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là thông thiên triệt địa quang trụ, phong tỏa tất cả. Không tốt, chúng ta bị mai phục. Có ma tộc tổ vương kêu to, điên cuồng công kích tinh quang, nhưng mà căn bản không có một chút tác dụng nào. Bọn họ công kích trực tiếp xuyên thấu tinh quang lưới lớn, có thể tinh quang lưới lớn căn bản không có nửa điểm động tĩnh. Giống cũng nhưng vào lúc này. Một tiếng ngập trời gầm thét truyền ra, bầu trời đột nhiên đen lại, một khí thế khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi vào tinh quang lưới lớn. Đối diện chín đại ma tổ tổ vương ánh mắt trong nháy mắt tề tụ ở một tôn quái vật khổng lồ phía trên, trừ bỏ thiên hình còn có thể là ai. Cái này tinh quang lưới lớn, cũng là hắn rút ra tinh thần chi lực, cùng Tiêu Phàm liên thủ bố trí xuống, có thể phong cấm thời không, dù cho chân vương cảnh trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh quỷ dị xuất hiện ở thiên hình đỉnh đầu, cầm kiếm lạnh lùng hướng về đối diện ma tộc cường giả. Giờ khắc này, tất cả mọi người lúc này mới ý thức được, cái kia phổ thông vương cảnh hoàn toàn không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiểu tử, các ngươi muốn lấy hai địch chín. Trong đó một cái ma tộc chân vương cảnh nhìn thấy tinh quang đại trận chỉ là vây khốn bọn họ, lại không cách nào thương đến bọn hắn, lập tức nhe răng cười không thôi. Những người khác nghe vậy, cũng nhao nhao cười ha hả. Tiêu Phàm lãnh đạm quét mắt toàn trường, lạnh lùng phun ra một câu, tổ vương cảnh phía dưới, có thể rời đi. Ha ha, cái kia chân vương cảnh cường giả phá lên cười, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm,
nói, có ý tứ, chúng ta chín đại tổ vương tỏa chấn, chẳng lẽ ngươi còn có thể thương đến bọn hắn hay sao? Cũng khó trách hắn tự tin như vậy, lấy bọn họ chín người thực lực, vẻn vẹn chỉ là khí tức, liền có thể ép tới Tiêu Phàm cùng Thiên Hình không thở nổi, nơi nào còn có động thủ chỗ trống. Chỉ là sau một khắc, bọn họ liền cười không nổi. Chỉ thấy Tiêu Phàm lấy tay vung lên, trước người hắn bỗng nhiều hai đạo bóng người, cuồn cuộn ma khí bắn ra, cuồn cuộn bành trướng. Thái U, ma sát. Các ngươi còn sống. Nhìn thấy hai bóng người này, một cái ma tộc lão giả trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Người này tên là Ma Tiêu, ngày đó thế nhưng là tận mắt nhìn đến Thái U cùng ma sát hai người tiến nhập tiên đạo vòng xoáy bên trong. Bây giờ hai người sống sót xuất hiện, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Thái U, ma sát, các ngươi còn không qua đây. Trước đó cười như điên ma tộc chân vương cảnh cường giả quát lạnh một tiếng. Nhưng mà, Thái U cùng ma sát lại là không hề bị lay động, ngược lại ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi dám can đảm phản bội chủ thượng. Ma tộc chân vương rốt cục cảm giác bầu không khí có chút không đúng, hai người này tán phát sát ý, dĩ nhiên là nhằm vào bọn họ. Bọn họ vốn là đại vô thiên ma cấp dưới, bây giờ trở lại đại vô thiên ma bộ hạ, sao là phản bội? Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, ngược lại là các ngươi, vì cầu xuyến đến nay, phản bội đại vô thiên ma, đáng chém. Là ngươi, ngày đó bố trí xuống ngập trời đại cục người, chính là ngươi. Ma Tiêu bỗng kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, con ngươi kịch liệt co rút lại một chút. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, không thể phủ nhận. Ma Tiêu, có ý cứ gì? Cái kia ma tộc chân vương hơi hơi nhíu mày, trong lúc nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần. Các ngươi còn nhớ rõ cái kia tiên nhân bí cảnh sao? Ma Tiêu hít sâu một cái nói, cái kia bí cảnh là giả, chính là người này bày ra. Cái gì? Một đám ma tộc tổ vương kinh hãi không thôi, ngày đó bọn họ bị Ma Tiêu ngăn cản, không thể tiến vào tiên đạo trong vòng xoáy. Nội tâm cũng một mực nghi hoặc, là ai có được lớn như vậy thủ bút, vậy mà muốn đem thiên nhân tộc một mẻ hốt gọn. Theo bọn hắn nghĩ, có thể có thủ đoạn như vậy người, làm sao cũng phải là thiên vương cảnh. Nhưng bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, làm ra tất cả những thứ này, cũng chỉ là một cái bình thường vương cảnh tiểu tử. Ngươi đối Thái U cùng ma sát làm cái gì? Ma tộc chân vương không còn dám khinh thường Tiêu Phàm, ngược lại có thêm tia e ngại. Bọn họ chỉ là kịp thời tỉnh ngộ mà thôi. Tiêu Phàm cười cười, tiếp tục nói tốt, nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc, cuối cùng lặp lại lần nữa, tổ vương phía dưới, có thể rời đi. Theo Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, ma tộc một đám tổ vương cảnh phía dưới tu sĩ, bắt đầu dục dịch. Hắn nha, cái này ngoan nhân, thế nhưng là chôn giết thiên nhân tộc chừng 20 cái tổ vương cảnh. Bọn họ ở đâu là hắn đối thủ? Lưu lại nơi này, cùng chờ chết khác nhau ở chỗ nào? Vừa bắt đầu, tất cả mọi người ở chiến thiên ma hướng dẫn dưới, hào khí ngất trời. Nhưng hiện tại, lại là vẻ mặt cho tàn. Người này không muốn các ngươi quản, các ngươi nhiệm vụ, là giết sạch bọn họ. Cái kia ma tộc chân vương chỉ xa xa thần ma vệ, phẫn nộ quát. Thứ nhất, hắn cũng là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ Tiêu Phàm, không muốn để cho những cái này cấp thấp tu sĩ chịu chết. Dù sao, ở tổ vương cảnh trước mặt, dù cho nghịch thiên chi cảnh cũng như cùng run rế, huống chi trong đó còn có không ít thiên tôn cảnh đây. Thứ hai, hắn cũng muốn hào hào thăm dò một lần Tiêu Phàm thực lực, những cái này cấp thấp tu sĩ ở đây, ngược lại có chút bó tay bó chân. Hắn làm sao biết, thiên hình bố trí trận pháp này căn bản không có khả năng trói buộc tổ vương cảnh phía dưới tu vi người. Hơn nữa, càng nhiều người, tiêu hao lực lượng cũng càng lớn. Thần ma vệ nghe lệnh, giết không tha. Tiêu Phàm cũng đồng thời gầm thét, sắc bén ánh mắt lạnh lùng hướng về đối diện chính cái ma tộc cường giả. Ma Tiêu, ta đi chiếu cố hắn, các ngươi làm thịt ba người bọn hắn. Ma tộc chân vương lạnh lùng để lại một câu nói, bỗng nhiên nhào về phía Tiêu Phàm. Các ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Phàm nói nhỏ một tiếng, liền trong nháy mắt cùng ma tộc chân vương đụng vào nhau. Hai cỗ chí cường chấn động cuồn cuộn hư không, quét sạch trên trời dưới đất, hỗn độn khí hải cuồn cuộn. Tiêu Phàm cùng ma tộc chân vương va chạm kịch liệt cùng một chỗ, thiên hôn địa ám, trên thân hai người dâng lên một đạo lại một đạo tiên quang, cường hoành đến cực hạn. Chỉ đến như thế, ma tộc chân vương cười lạnh không thôi. Một phen thăm dò, hắn đã nhìn ra Tiêu Phàm thực lực. Mặc dù là phổ thông vương cảnh, lại có được chân vương cảnh chiến lực, nhưng là, so sánh với hắn, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Tiểu tử,
Mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì diệt thiên nhân tộc chư vương, nhưng là, ngươi bây giờ, quá yếu. Ma tộc chân vương ngạo khí trùng thiên. Trong tay hắn ma đao hét giận dữ, một đao chảm xuống Tiêu Phàm, đem Tiêu Phàm đẩy lui mấy chục bước. Đây chính là cảnh giới chênh lệch, ngươi là sẽ không hiểu, thật không biết ngươi có cái gì ỷ vào, cho ngươi tự tin như vậy. Ma tộc chân vương càng ngày càng tự tin, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiêu Phàm thần sắc như thường, chân chính liều mạng, hắn tự nhiên không sợ đối phương. Nhưng là, muốn giết chết đối phương, căn bản là không thể nào, tối đa cũng chỉ là làm thương nặng đối phương mà thôi. Mà hắn mục đích, không chỉ có riêng chỉ là trọng thương ma tộc chân vương, mà là phải giết hắn. Tuế Nguyệt chi giới. Mắt thấy ma tộc chân vương lần nữa đánh tới, Tiêu Phàm điểm ngón tay một cái, một đạo hắc kim sắc kết giới trong nháy mắt bộc phát, bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Ma tộc chân vương trong nháy mắt bị nhốt bên trong, điên cuồng công kích Tuế Nguyệt chi giới, nhưng căn bản là không có cách chạy trốn ra ngoài. Lúc trước Tiêu Phàm có thể vây khốn Thiên Võ Vương, người này thực lực cũng liền cùng Thiên Võ Vương tương đương nhau, muốn trốn tới, chỉ sợ là cần thời gian dài hơn. Dù sao, hắn hiện tại cũng không phải mới vào tổ vương cảnh, hắn bản nguyên đại đạo đã dài đến 7 mét. Tiêu Phàm lăng không đứng sừng sững Tuế Nguyệt chi giới bên trên, phong thái vô song, tiên đạo khí tức cuồn cuộn. Bất quá hắn không có tiếp tục xuất thủ, mà là một nửa tâm thần chìm vào bản nguyên phân thân. Cảm ứng được hắn bản nguyên đại đạo sao? Tiêu Phàm mở miệng nói. Ở bên cạnh hắn, tiên linh có chút khó chịu nhìn xem hắn, lần trước ngươi muốn giết thiên nhân tộc, tại sao lại muốn giết ma tộc? Ở tiên linh trong mắt, thiên nhân tộc cũng tốt, ma tộc cũng được, đều là tương lai ứng phó tiên lực lượng chủ yếu a. Giết thiên nhân tộc, hắn đã đáp ứng, bởi vì thiên nhân tộc sớm đã phản bội. Nhưng ma tộc lại chưa từng a. Bọn họ muốn giết ta, chẳng lẽ ta chỉ có thể đứng ở cái kia để bọn hắn giết sao? Tiêu Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, ta biết, ngươi cho rằng bọn họ tương lai có thể đối kháng tiên. Nhưng ngươi cũng biết tiên thực lực, chẳng lẽ ngươi cho rằng, những người này là tiên đối thủ? Tiên linh một trận trầm mặc. Nghĩ đến ngươi cũng biết, bọn họ không thể nào là tiên đối thủ. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, nói thật cho ngươi biết, những cái này ma tộc, sớm đã không phải trong lòng ngươi những cái kia ma tộc. Đại vô thiên ma, thái nhất đám người vì chư thiên vạn giới, dám can đảm cùng tiên là địch. Nhưng là, những người này lại không phải. Người sau lưng bọn họ, tên là Thái Tuế, người này tham sống sợ chết, nhiều lần đối chiến tiên mà lùi bước, nếu như chư thiên vạn giới rơi ở trong tay của hắn, ngươi có thể tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì sao? Thế nhưng là, tiên linh vẫn như cũ có chút giãy giụa. Hắn mặc dù sống vô tận tuế nguyệt, nhưng tâm tính lại giống như hài đồng, tràn đầy thiện lương cùng hồn nhiên. Ngươi tất nhiên đã chọn ta, vậy liền hẳn là tin tưởng ta. Tiêu Phàm sắc mặt chìm như nước, ngưng tiếng nói, nếu là ngươi còn không nguyện ý, ta nhiều nhất hoa nhiều một chút thời gian. Tốt, ta giúp ngươi. Tiêu Phàm chuẩn bị xuất thủ thời khắc, tiên linh rốt cục thở sâu, làm một cái quyết định. Tiêu Phàm trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Nếu như dựa vào hắn bản thân, cảm ứng ma tộc cường giả bản nguyên đại đạo, mặc dù có thể tìm được, nhưng người nào biết muốn năm nào tháng nào. Hơn nữa, đối phương nếu như cảm ứng được hắn khí tức, cũng có thể trước tiên đào tẩu. Lần trước có thể giết chết thiên nhân tộc 8 cái tổ vương, chỉ là thừa dịp bọn họ không sẵn sàng mà thôi. Nhưng là trước mắt những cái này ma tộc, sớm đã có đề phòng. Nhất là biết rõ Tiêu Phàm chôn giết thiên nhân tộc chừng 20 cái tổ vương, bọn họ nhất định sẽ càng thêm cảnh giác. Bất quá có tiên linh hỗ trợ, tình huống kia hoàn toàn khác biệt. Tiên linh có thể cảm ứng người khác bản nguyên đại đạo, có hắn chỉ dẫn phương hướng, Tiêu Phàm muốn giết chết 9 cái này tổ vương cảnh, cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Đây cũng là Tiêu Phàm chỗ dựa lớn nhất. Chỉ cần giết chết những cái này tổ vương cảnh, vô tận thần phủ liền có thể nắm vững 4 đại cổ giới. Tương lai mặt khác cổ giới giáng lâm, hắn cũng không còn điều gì e ngại. Tìm được. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà, tiên linh đột nhiên chỉ nơi xa nói, liền ở phương hướng kia không xa. Ngoại giới, oanh, một tiếng vang thật lớn, Tuế Nguyệt chi giới nổ tung, ma tộc chân vương phóng lên tận trời, toàn thân máu me đầm đìa, nhưng là khí thế càng thêm hung mãnh. Tiểu tử, cái này liền là ngươi ỷ vào sao? Ma tộc chân vương nhe răng cười một tiếng, nếu như chỉ có loại trình độ này, vậy nơi đó liền là ngươi nơi chôn xương. Đợi ta vây khốn ngươi, lại ma diệt ngươi bản nguyên đại đạo, ngươi sợ là còn không biết, tổ vương cảnh cũng không phải là bất tử bất diệt a.
Ngươi cũng biết, Tổ Vương Cảnh cũng không phải là bất tử bất diệt. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười. Ngươi còn cười đến ra. Chấm ngoặc kép, Ma tộc Chân Vương nhìn thấy Tiêu Phàm không hề sợ hãi, trong lòng cực kỳ khó chịu. Chỉ là lời còn chưa dứt, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, thần sắc trắng bạch. Ngươi bản nguyên đại đạo, hắn kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, dường như gặp được cái gì kinh khủng sự tình, quay người liền chuẩn bị thoát đi nơi đây, nơi nào còn có phía trước ngạo khí. Hắn nha, dòng giá 2000 mét dài bản nguyên đại đạo, hắn ở đâu là đối thủ? Tuế Nguyệt chi giới. Tiêu Phàm xuất thủ lần nữa, không cho hắn cơ hội chạy thoát, cũng ngăn cản hắn hướng mặt khác Tổ Vương Cảnh truyền lại tin tức. Đồng thời, bản nguyên thế giới, Tiêu Phàm lần thứ hai thao túng bản nguyên đại đạo, hung hăng vọt tới Ma tộc Chân Vương bản nguyên đại đạo, một bộ đồng quy vu tận tư thế. Oanh, bản nguyên thế giới, Ma tộc Chân Vương bản nguyên đại đạo, ở Tiêu Phàm điên cuồng va chạm phía dưới, rốt cục sụp đổ mà ra, hóa thành cuồn cuộn bản nguyên chi khí quét sạch tứ phương. Ma tộc Chân Vương bản nguyên phân thân hết sức sợ hãi nhìn xem đối diện Tiêu Phàm, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn nghĩ mở miệng, có thể mất đi bản nguyên đại đạo trèo trống, hắn bản nguyên phân thân trong nháy mắt trở nên hư vô lên, sau đó chậm rãi tiêu tán. Ngươi không phải muốn biết ta có cái gì ỷ vào sao? Tiêu Phàm bản nguyên phân thân nhếch miệng cười một tiếng, hiện tại ngươi hẳn biết, cái này chính là ta ỷ vào. Nói xong, Tiêu Phàm bản nguyên phân thân điên cuồng dung hợp bốn phía bản nguyên chi lực. A! À, đột nhiên, Tiêu Phàm kinh dị một tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn kinh hãi phát hiện, bản thân bản nguyên đại đạo, vậy mà trong nháy mắt tăng lên dài hơn 2 mét, không sai biệt lắm 3 mét, đạt đến 9m9. Làm sao lại tăng thêm từng tia, có thể liền là Chân Vương Cảnh A? Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm cực kỳ không hiểu. Hắn giết Tổ Vương Cảnh, cũng không ít, có thể mỗi cái Tổ Vương Cảnh bản nguyên đại đạo, chỉ có thể cho hắn bản nguyên đại đạo mang đến cực nhỏ tăng trưởng. Dù cho là Chân Vương Cảnh, cũng nhiều nhất có thể gia tăng mấy cái cm mà thôi. Dù sao, hắn bản nguyên đại đạo quá dài. Nhưng mà, cái này Ma tộc Chân Vương bản nguyên đại đạo, lại làm cho hắn bản nguyên đại đạo tăng vọt gần 3 mét, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Bởi vì hắn cùng ngươi lĩnh mộ, là đồng nguyên bản nguyên đại đạo. Tiên linh thanh âm vang lên. Đồng nguyên bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm trở nên hoảng hốt. Hắn lúc này mới nhớ tới Hoang Ma lúc trước cùng hắn đã nói ngữ. Trên lý luận mà nói, mỗi một loại bản nguyên đại đạo đều chỉ có một đầu, nói cách khác chỉ có thể sinh ra một cái Tổ Vương Cảnh. Nhưng là, trong thiên hạ, từ xưa đến nay cũng không có người có thể đem một đầu bản nguyên đại đạo đi đến cuối cùng. Điều này sẽ đưa đến không ít Tổ Vương Cảnh lĩnh ngộ đồng dạng bản nguyên đại đạo. Nhưng Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, đồng nguyên bản nguyên đại đạo, lại có thể cùng bản thân hoàn mỹ phù hợp, đối tự thân bản nguyên đại đạo tăng phúc nhiều như vậy. Dòng giã sau một lúc lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nếu không phải Chân Vương Cảnh chặt, người bản nguyên đại đạo sẽ gia tăng càng nhiều. Tiên linh lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm thở sâu, thần sắc cổ quái nói, ta xem như minh bạch, Tổ Vương Cảnh tu luyện, là đi con đường của mình, để người khác không đường có thể đi. Tiên linh đầu tiên là kinh ngạc, bất quá rất nhanh minh bạch Tiêu Phàm lời nói bên trong ý tứ. Sự thật xác thực như thế, một cái Tổ Vương Cảnh muốn đột phá tầng thứ cao hơn, sẽ không ngừng mở ra bản nguyên đại đạo. Thế nhưng là, thế gian cũng không chỉ một mình hắn lĩnh ngộ loại này bản nguyên đại đạo, khi hắn bản nguyên đại đạo cực hạn nhất định về sau, liền có thể cũng không còn cách nào đột phá. Bởi vì loại này bản nguyên đại đạo, bị người khác đi. Lúc này muốn tiếp tục đột phá, trừ phi diệt đi đối phương, dung hợp đối phương bản nguyên đại đạo, bằng không là không thể nào đi được xa hơn. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là trên lý luận mà thôi. Nhìn chung số cổ, cũng không có người có thể đem bản nguyên đại đạo đi đến cực hạn. Nhưng là, Tiêu Phàm còn là nghĩ đến một cái điểm mấu chốt. Mình muốn nhanh chóng mạnh lên, hoàn toàn có thể tìm kiếm cùng hắn lĩnh ngộ cùng một loại bản nguyên đại đạo người, cướp đoạt đối phương bản nguyên đại đạo. Đây là một đầu đường tắt, nhưng là, không hề nghi ngờ, muốn tìm được đồng nguyên bản nguyên đại đạo tu luyện giả, quá khó khăn. Hơn nữa, nếu như vạn nhất đối phương bản nguyên đại đạo mạnh hơn hắn, chết khả năng liền là chính hắn. Cảm thụ được bản thân lực lượng, Tiêu Phàm tự tin cười một tiếng, tâm thần rời khỏi bản nguyên thế giới. Ngoại giới, Ma tộc Chân Vương phát ra trận trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hắn bản nguyên đại đạo vỡ nát, tu vi rơi xuống,
làm sao còn có thể chống đối Tiêu Phàm Tuế Nguyệt chi giới. Vẹn vẹn mấy tức, ma tộc chân vương liền hình thần câu diệt, hoàn toàn biến mất. Ầm ầm, thiên địa một tiếng sấm nổ vang lên, dường như là ở cho ma tộc chân vương tiến đưa. Thánh tổ cảnh vẫn lạc, thiên địa đều sẽ rên rỉ, huống chi tổ vương cảnh đây. Chẳng qua hiện nay thái cổ thần giới lớn mạnh, thánh tổ cảnh vẫn lạc dị tượng đã không còn xuất hiện, chỉ có tổ vương cảnh mới có đãi ngộ như vậy. Nói đến dị tượng, thiên nhân tộc những cái kia bị Tiêu Phàm giết chết tổ vương cảnh, xem như xui xẻo nhất. Vừa bắt đầu 8 người là Tiêu Phàm ở vũ trụ bên trong giết chết, về sau 21 người, lại là chết ở bản nguyên thế giới, liền thiên địa tiến đưa thiên địa dị tượng đều không có. Quả thật là lặng yên không tiếng động đến, lại lặng yên không tiếng động đi. Ma chân đại nhân vẫn lạc. Nghe được tiếng này kinh thiên nổ vang, mấy cái khác tổ vương cảnh nhao nhao lộ ra hoảng sợ, có người càng là nhìn không được kêu to lên tiếng, trong giọng nói đều là không thể tin. Tổ vương cảnh A, không phải danh xưng bất tử bất diệt sao? Bây giờ, một cái chân vương cảnh cường giả, chết ở bọn họ trước mắt, cái này khiến bọn họ làm sao không khiếp sợ. Giờ khắc này, ma tiêu đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại bất đồng. Lần trước, Tiêu Phàm là bố trí xuống sát cục, giết thiên nhân tộc 21 tổ vương. Mà lần này đây, Tiêu Phàm cái gì cũng không làm, cứ như vậy chính diện cùng ma chân giao thủ, lại như cũ giết chết hắn. Ma chân có thể là chân vương cảnh A, hắn đều chết ở chỗ này, vậy bọn hắn những người này đây. Chớ nóng vội, rất nhanh đến phiên các ngươi. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt, trong nháy mắt khóa chặt một cái ma tộc tổ vương cảnh. Theo bản nguyên đại đạo đạt đến phổ thông vương cảnh cực hạn, Tiêu Phàm có thể nói là phổ thông vương cảnh bên trong vô địch tồn tại. Ngoại trừ ma tiêu bên ngoài, những cái kia phổ thông vương cảnh, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ? Dừng tay! Lúc này, không trung truyền đến một trận ma khiếu, lại là chiến thiên ma toàn lực muốn đánh bay hoang ma, oanh sát Tiêu Phàm. Nhưng hoang ma lại gắt gao cuốn lấy hắn, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Mắt hắn trợn trợn nhìn xem Tiêu Phàm lại liên tục giết chết ba cái tổ vương cảnh, lại không thể làm gì. Lui! Chiến thiên ma cũng không dám lại để những người này niệm chiến, cứ theo đà này, bọn họ tới đây 10 cái tổ vương, trừ hắn, mặt khác đều phải vẫn lạc không thể. Ma tiêu chờ còn sống 5 người nghe vậy, nơi nào còn dám ở lâu, nhấc chân liền chạy. Thế nhưng là, cái kia vô số tinh quang lại giống như thiên địa lồng giam, gắt gao vây khốn bọn họ. Cút ngay! Chiến thiên ma thấy thế, toàn thân run rẩy, nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí ngập trời. Toàn lực đánh bay hoang ma, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm vị trí chiến trường đánh tới. Ngươi muốn cứu bọn họ? Tiêu Phàm cười lạnh, cũng không gấp đối ma tiêu 5 người xuất thủ. Mà là trong nháy mắt dung hợp khí vận thần long, khí thế tăng nhiều, một kiếm hướng về chiến thiên ma chém đi. Tự tìm cái chết. Chiến thiên ma nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà dám can đảm cùng hắn ngạnh bính, lạnh rên một tiếng, liên tục đánh ra mấy trường, hỗn độn hải vỡ nát, hủy diệt chi khí tràn ngập. Oanh, trường kiếm chạm vào nhau, hư không nhấc lên năng lượng ba động khủng bố, thiên địa chấn động, cuồng bạo tới cực điểm. Chiến thiên ma lùi lại 2 bước, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bản thân đường đường thiên vương cảnh, lại bị một cái bình thường vương cảnh cho đẩy lui. Ngược lại là Tiêu Phàm, mặc dù bị đẩy lui tầm 10 bước, có thể hắn toàn thân tiên quang che kín thân thể, giống như chiến tiên chuyển thế, lại như tiên vương phục sinh, khí thế còn đang không ngừng kéo lên. Hoang ma, tất nhiên hắn tự tìm cái chết, người ta liên thủ làm thịt hắn. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, vậy mà chủ động hướng về chiến thiên ma đánh tới. Thật can đảm, chiến thiên ma không nghĩ tới Tiêu Phàm cường thế như vậy, nho nhỏ phổ thông vương cảnh, chẳng lẽ còn nghĩ nghịch phạt bản thân hay sao? Đây chính là số cổ truyện chưa từng có, nghịch loạn bát ma đao. Tiêu Phàm kiếm trong tay biến thành đen nhánh ma đao, từng đao chém ra, khí thế một lần lại một lần tăng gấp bội. Hắn thúc giục bản nguyên đại đạo lực lượng, trong thời gian ngắn thế nhưng là có được gấp 2.7 lực lượng tăng phúc. Cho dù là chiến thiên ma, cũng chỉ đến như thế. Cảm nhận được một đao kia mạnh hơn một đao bổ tới, chiến thiên ma cũng có chút hoảng hồn. Thân hình hắn lóe lên, cấp tốc hướng về vực ngoại tinh không thối lui. Vẹn vẹn 2 cái thời gian hô hấp, hắn cùng với Tiêu Phàm liền đi tới vực ngoại tinh không. Chiến thiên ma đưa tay ở giữa. Từ vũ trụ bên trong chộp tới một khỏa lại một khỏa cự đại tinh thần, bí mật mang theo tiên đạo khí tức, hung hăng hướng Tiêu Phàm ném mạnh đi. Ầm ầm, thiên địa nổ vang liên tục,
từng vì sao bị Tiêu Phàm ma đao chém nát, hóa thành vô số bột mịn. Phía dưới nhìn thấy một màn này đám người, cực kỳ chấn động. Hắn đây nha thật chỉ là phổ thông vương cảnh, giết thế nào thiên vương cảnh đều chỉ có sức phòng ngự. Ta xem ngươi còn lấy cái gì chống đối. Tiêu Phàm phía trước bảy đao nghiền nát tất cả tinh thần, lại tích xúc tất cả lực lượng, chém ra một đao cuối cùng. Đao thứ 8. Theo một đao cuối cùng chém ra, huyết đao màu đen khí che đậy tinh không, chấn động vũ trụ mênh mông. Linh lực khí tức tràn ngập, chí cường bản nguyên chi lực bốc lên, vô thượng thần uy nở rộ, càn khôn không ngừng vỡ nát, khủng bố tới cực điểm. Đoạn cổ. Chiến thiên ma vừa định tránh né mũi nhọn, đột nhiên một tiếng quát như sấm từ nơi không xa truyền đến. Lại là hoang ma chẳng biết lúc nào đã giết tới phụ cận, hai tay kết ấn, đánh ra mấy trường. Hư không ngưng kết thành một đạo tứ phương kết giới, phong tỏa tất cả. Trong chớp nhoáng này, chiến thiên ma thân hình bị một cỗ vô thượng vĩ lực trói buộc, hoàn toàn không thể động đậy. Mắt hắn trợn trợn nhìn xem một đạo kinh khủng ma đao từ trên trời giáng xuống, con người kịch liệt co rút lại. Trong lúc nhất thời, thiên địa sát khí thấu xương, toàn bộ tinh không đều bị xé nát, chỉ có hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phốc, đao mang rơi xuống, toàn bộ càn khôn đều đừng chặt đứt, chiến thiên ma hoàn toàn bị bao phủ, thân thể một đoạn vỡ nát, cái gì đều không lưu lại. Hư không chỉ có một cái lỗ đen thật lớn, thật lâu không cách nào phục hồi như cũ, dường như trở thành vĩnh hằng. Phía dưới ma tiêu đám người con ngươi không ngừng co vào, hoảng hốt tràn ngập toàn thân, run không ngừng lên. Tại sao có thể như vậy? Chiến thiên ma thế nhưng là thiên vương cảnh A, lại bị hai người này liên thủ chém mất. Tất cả ma tộc như rớt vào hầm băng, lạnh từ đầu đến lòng bàn chân, cảm giác hết sức rét lạnh. Bọn họ nơi nào còn có tiếp tục chiến đấu tâm tư, liền chủ soái đều bị giết chết, bọn họ những người này tại sao có thể là đối thủ? Mau trốn! Không biết ai hét lớn một tiếng, ma tộc cường giả lập tức điên cuồng chạy trốn, lại không một trận chiến dũng khí. Thần ma về cũng không có buông tha bọn họ ý tứ, thừa cơ xuất thủ, từng đạo bản nguyên mũi tên bắn ra, nguyên một đám ma tộc cường giả nổ tung. Nguyên bản hai phương lực lượng không kém nhiều, nhưng bây giờ, hoàn toàn trở thành một mảnh ngược lại chu diệt. Tuyệt vọng nhất chính là bị vây ở tinh quang đại trận bên trong ma tiêu năm người tổ vương cảnh, bọn họ ngược lại là muốn trốn, nhưng mấu chốt là căn bản trốn không thoát. Làm sao bây giờ? Mấy người suy nghĩ ngàn vạn, nhanh chóng suy nghĩ lấy thoát đi phương pháp. Tinh không vực ngoại, Tiêu Phàm cùng hoang ma hai người lạnh lùng hướng về trong hắc động, cũng không có chút nào buông lỏng. Người khác có lẽ cho rằng chiến thiên ma đã bị giết chết, chí ít nhục thân trong thời gian ngắn không cách nào phục sinh. Nhưng bọn hắn biết rõ, thân làm thiên vương cảnh, tuyệt đối sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Từ xưa đến nay, mới có bao nhiêu ngày vương cảnh. Nếu là thiên vương cảnh dễ dàng chết như vậy, tổ vương cảnh lại thế nào được xưng tụng bất tử bất diệt. Quả nhiên, không sai biệt lắm thời gian uống cạn chung trà về sau, đợi hắc động biến mất, vô số ma khí hiện lên, lần thứ hai ngưng tụ thành một bóng người. Ngoại trừ chiến thiên ma, còn có thể là ai? Chiến thiên ma sắc mặt trắng bạch, thân hình cao lớn có chút còng xuống. Tiêu Phàm vừa rồi tính bùng nổ một đòn, mặc dù không có triệt để hủy đi thân thể của hắn, nhưng là cũng làm cho hắn bị thương nặng, thậm chí bản nguyên đại đạo đều hứng chịu tới liên lụy. Còn sống. Hy vọng ngươi còn có thể ngăn trở kích thứ hai. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, khí thế lần thứ hai kéo lên, ngóng nhìn chiến thiên ma. Chiến thiên ma bỗng nhiên giật mình, dưới chân lóe lên, bỗng nhiên hướng về nơi xa kích xạ đi. Trốn. Tiêu Phàm dường như âm mưu đạt được đồng dạng, quát lên trốn chỗ nào. Lời này vừa nói ra, chiến thiên ma tốc độ nhanh hơn. Nhưng là, Tiêu Phàm lại là không có tiếp tục đuổi giết, một cái thiên vương cảnh nếu là muốn đào tẩu, đừng nói hắn, chính là hoang ma, cũng không khả năng đuổi theo kịp. Hoang ma ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm. Chính mình cái này thiên vương cảnh, ở tại trước mặt, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao thời không lão nhân cùng tu la tổ ma muốn thu hắn làm học trò. Hắn đây nha quả thực cũng không phải là người A. Tốt, đừng giả bộ, nghịch loạn bát ma đao, đã tiêu hao hết ngươi đại bộ phận lực lượng, chỗ nào còn có lực đánh một trận. Hoang ma khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm. Quả nhiên, vừa dứt lời, Tiêu Phàm khí tức trên thân bỗng nhiên rơi xuống. Thiên vương cảnh, xác thực không phải dễ dàng như vậy giết. Tiêu Phàm thở dài. Liền tiên linh trong thời gian ngắn cũng chưa từng cảm ứng được chiến thiên ma bản nguyên đại đạo, bằng không. Tiêu Phàm thật đúng là nghĩ thử một lần,
bản thân bản nguyên đại đạo có thể hay không đụng nát hắn bản nguyên đại đạo. Hoang Ma trợn trắng mắt, đừng nói ngươi tìm không thấy hắn bản nguyên đại đạo, coi như tìm được, ngươi cũng khó có thể giết chết hắn. À, Tiêu Phàm có chút không tin. Chiến Thiên Ma bản nguyên đại đạo độ rộng, chỉ cũng có 700-800 mét, ngươi muốn đụng nát, khó khăn cỡ nào. Hoang Ma lắc đầu. Ngay sau đó lại trịnh trọng nhắc nhở nói, còn có, ngươi về sau tốt nhất tận lực đừng dùng bản nguyên đại đạo va chạm, đối với ngươi mình cũng không có quá lớn chỗ tốt. Ta bản nguyên đại đạo không có việc gì à? Tiêu Phàm buồn bực. Tạm thời là không có việc gì, nhưng là ngươi phải hiểu được, nước chảy đá mòn đạo lý này, ngươi bản nguyên đại đạo cố nhiên là thạch đầu, nhưng một lần lại một lần ngạnh bính, dần dà, khả năng lật thuyền trong mương. Hoang Ma nhắc nhở. Tiêu Phàm gật đầu một cái, Hoang Ma nói không phải không có lý. Hiện tại có lẽ còn không có xảy ra vấn đề gì, nhưng thời gian dài như thế, có lẽ thật sẽ cho mình bản nguyên đại đạo tạo thành không thể xóa nhòa tổn hại. Tiêu Phàm cũng không lại xoắn suýt vấn đề này, ngược lại cười cười nói, cái kia Chiến Thiên Ma cũng quá sợ chết, hắn không phải tu luyện Hoán Ma Kinh sao, hẳn là còn có lực đánh một trận a. Người ta tu luyện nghịch loạn bát ma đao, hắn nơi nào còn dám thi triển Hoán Ma Kinh. Hoang Ma thở dài. Cũng đúng, nghịch loạn bát ma đao, có vẻ như khắc chế Hoán Ma Kinh, cái này dù sao cũng là Đại Vô Thiên Ma nghiên cứu ra, chuyên môn dùng để ứng phó Hoán Ma Kinh cấm kỵ chiến pháp. Tiêu Phàm gật đầu. Ngay sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thái Cổ Thần Giới bị trói buộc ở tinh quang đại trận bên trong năm cái tổ vương cảnh. Năm người này, ngươi tới giải quyết. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Hoang Ma nói. Hoang Ma kinh ngạc, ngay sau đó liền vội vàng lắc đầu, ta nhiều nhất còn có thể khống chế hai người, đã là cực hạn, nhiều hơn ba người, được ngươi tự nghĩ biện pháp. Vậy muốn không giết? Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hàn khí bắn ra. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lùng, dường như tổ vương cảnh sinh mệnh, trong mắt hắn giống như cỏ rác. Hoang Ma cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lớn lên nhanh như vậy. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, đã có thể quyền sinh sát trong tay tổ vương cảnh tính mệnh. Giữ đi, ngươi khống chế bọn họ là được. Hoang Ma cảm nhận được Tiêu Phàm lời nói bên trong sát ý, có thể vẫn là không nhịn được khuyên một câu, Thái Tuế cùng Chiến Thiên Ma bọn họ có lẽ nên giết, nhưng cũng không đại biểu tất cả ma tộc đều đáng chết. Bọn họ cũng là không có cách nào, không thể không hướng Thái Tuế cúi đầu. Tiêu Phàm trầm ngâm mấy tức, cuối cùng vẫn gật đầu. Đúng rồi, ngươi là làm sao khống chế Thái U cùng Ma Sát? Tiêu Phàm lại hỏi. Hoang Ma sững sờ, ngay sau đó giải thích nói, ở tại bọn hắn bản nguyên đại đạo bên trên lưu lại ấn ký của ta, bọn họ nếu là có nửa điểm làm trái chi tâm, ta trong nháy mắt liền có thể vỡ nát bọn họ bản nguyên đại đạo. Vạn nhất bọn họ tâm ngoan, tình nguyện rơi xuống cảnh giới đây. Tiêu Phàm nhíu mày. Vỡ nát bản nguyên đại đạo, tối đa cũng chỉ là để tổ vương cảnh rơi xuống cảnh giới mà thôi. Nghịch thiên chi cảnh có lẽ đã không vào pháp nhãn bọn họ, nhưng là, hắn vẫn như cũ có một lần nữa mở ra bản nguyên đại đạo hy vọng. Nếu như ngóc đầu trở lại, có lẽ sẽ càng thêm cường đại. Đây chỉ là thứ nhất mà thôi, ta ở tại nhục thân, chân linh bên trong đều sẽ lưu lại ấn ký, vỡ nát bọn họ bản nguyên đại đạo về sau, có thể tùy tiện giết bọn hắn. Hoang Ma lại bổ sung. Tiêu Phàm gật gật đầu, khó trách Thái U cùng Ma Sát như thế thuận theo. Chỉ cần không muốn chết, hai người bọn họ liền không chắc không thần phục ở Hoang Ma dưới dâm uy. Đương nhiên, nếu là thật sự gặp được loại kia người không sợ chết, vậy liền không có cách nào. Được, cái kia ba người khác giao cho ta. Tiêu Phàm thở sâu, bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở tinh quang đại trận bên trong. Ma Tiêu năm người nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, toàn bộ đều ngừng chiến đấu, lộ ra hoảng sợ. Ta có thể thả các ngươi một con đường sống, nhưng điều kiện tiên quyết là... Tiêu Phàm mở miệng, lạnh lùng ánh mắt quét mắt năm người, thần phục với ta, quy thuận vô tận thần phủ, muốn tiếp tục sống, tiến lên một bước. Ma Tiêu năm người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi. Ma chân tử vong, Chiến Thiên Ma chạy trốn, Tiêu Phàm cùng Hoang Ma cường đại có thể nghĩ. Chỉ cần cự tuyệt, bọn họ tất nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là chân chính chết đi, mà không chỉ có chỉ là thân thể hủy diệt, đến lúc đó còn có thể mượn nhờ bản nguyên đại đạo trùng sinh. Ma Lệ, ngươi làm cái gì? Một cái ma tộc tổ vương tiến lên, một cái khác ma tộc tổ vương bỗng mở miệng quát mắng, trên người sát khí cuồn cuộn, kém chút nhìn không được động thủ. Ta làm cái gì? Đương nhiên là sống sót. Cái kia gọi Ma Lệ ma tộc tổ vương mở miệng,
chiến thiên ma đều không để ý ngươi ta sinh tử, chúng ta vì sao còn phải vì đó bán mạng? Giận dữ mắng mỏ cái kia ma tộc tổ vương Á Khẩu không trả lời được, sự kiên trì của bọn họ lại có ý nghĩa gì? Đổi lấy chẳng qua là tử vong mà thôi. Lại nói, các ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Ma Lệ tiếp tục nói, hai người bọn họ thi triển thế nhưng là nghịch loạn bát ma đao, đây chính là đại vô thiên ma đại nhân cấm kỵ chiến pháp. Lúc trước chúng ta không thể không quy thuận thái tuế, nhưng là, chư ma tổ địa chân chính chủ nhân, không phải quá tuổi, mà là đại vô thiên ma đại nhân. Dứt lời, Ma Lệ cũng không quay đầu lại đi tới Tiêu Phàm trước người, cung kính quỳ một chân trên đất, Ma Lệ, nguyện ý quy hàng. Ta chuyện xấu nói trước, hiện tại ta đối với các ngươi đều không có cái gì tín nhiệm có thể nói. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Thuộc hạ biết rõ. Ma Lệ thần sắc như thường. Đổi lại là hắn, cũng không khả năng tín nhiệm một cái nhân tộc, nếu như cũng đã lựa chọn thần phục, hắn tự nhiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hoang Ma. Tiêu Phàm nhìn Hoang Ma một cái. Hoang Ma ngay sau đó ở Ma Lệ bản nguyên đại đạo, cùng nhục thân cùng chân linh bên trên lưu lại tự thân ấn ký. Một khi Ma Lệ dám can đảm phản loạn, dù cho cách xa nhau chư thiên vạn giới, Hoang Ma cũng có thể tùy tiện kết quả hắn tính mệnh. Còn có ai? Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía còn dư lại bốn người. Ta cũng nguyện ý thần phục. Ai ngờ lúc này, trước đó quát lớn Ma Lệ ma tộc cường giả trước tiên mở miệng, hướng về Tiêu Phàm đi tới. Cái kia ma tộc cường giả đi tới Tiêu Phàm trước người, một chân quỳ xuống. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, cười cười nói, Hoang Ma, tiếp tục a. Nói xong, ai ngờ cái kia ma tộc cường giả bỗng bạo khởi, toàn thân chán phóng tiên mang, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm sắc, hung ác hướng về Tiêu Phàm đâm tới. Đi chết đi, làm càn. Hoang Ma đồng thời hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra kinh khủng khí tức, muốn ngăn cản. Nhưng khoảng cách gần như thế, đừng nói Hoang Ma, dù cho tiên vương cảnh, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Bang! Sau một khắc, một tiếng bén nhọn nổ vang truyền ra, lại là Tiêu Phàm quanh thân ánh lửa bắn ra bốn phía, hắn đổ nát áo bào phía dưới, chán phóng một đạo nhức mắt kim sắc quang hoa. Vương chi tiên y! Cái kia tổ vương cảnh trợn tròn mắt, hắn dùng tận lực lượng toàn thân, kiếm trong tay vậy mà khó có thể tiến thêm nửa phần. Mà Tiêu Phàm, lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không những không giận mà còn cười nhìn xem hắn. Cái kia ma tộc tổ vương bị nhìn tê cả da đầu, quay người muốn chạy trốn. Nhưng mà, một cái đại thủ tốc độ càng nhanh, trực tiếp bóp cổ của hắn, sắc mặt đỏ lên. Nhưng vẫn như cú căm tức nhìn Tiêu Phàm, giọng căm hận nói, cho dù ta không giết được ngươi, có thể ngươi cũng chưa chắc có thể giết chết ta. Nói xong, hắn quanh thân đột nhiên thiêu đốt lấy hắc sắc khí diễm, thể nội sinh cơ nhanh chóng xói mòn. Ta hận bội phục ngươi dũng khí, nhưng là, ngươi cho rằng tự sát, ta liền không làm gì được ngươi. Vậy ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. Tiêu Phàm cười cười. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt biến mất, bị sát ý vô tận cùng băng lãnh thay thế. Ngươi làm sao có thể? Cái kia ma tộc cường giả toàn thân run rẩy dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi, hết sức hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, giống như gặp quỷ sống một dạng. Ngay mới vừa rồi một sát na kia. Hắn bản nguyên đại đạo bị một cố cường hoành lực lượng bạo lực va chạm, trực tiếp nổ tung. Mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể khẳng định là, tất cả những thứ này tất nhiên là Tiêu Phàm làm. Ta nói qua, ngươi quá ngây thơ rồi. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt một điểm, một đạo hôi sắc lưu quang bắn vào mi tâm, hắn thể nội đột nhiên chán phóng vô số lợi kiếm, đem hắn nhục thể, chân linh từng khúc xé nát. Hắn kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Có thể căn bản cứu không được hắn. Ma Tiêu bốn người trơ mắt nhìn xem người này hình thần câu diệt, cái gì đều không lưu lại. Tiêu Phàm lại tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, nhàn nhạt nhìn xem Ma Tiêu bốn người nói, kỳ thật, hắn chết một chút cũng không oanh liệt, cũng rất không đáng, các ngươi cảm thấy thế nào? Bái kiến chủ thượng. Ma Tiêu thở sâu, trực tiếp quỳ xuống. Hắn mặc dù là chân vương cảnh, nhưng là Tiêu Phàm triển lộ thủ đoạn, nhường hắn cảm giác tê cả da đầu. Ma chân không phải cũng là chân vương cảnh, cuối cùng còn không phải đã chết rồi sao? Hắn như thế nào Tiêu Phàm đối thủ? Huống chi, bên cạnh hắn còn có một cái thiên vương cảnh nhìn chằm chằm. Bái kiến chủ thượng. Bái kiến chủ thượng. Ba người còn lại nhìn thấy Ma Tiêu quỳ xuống, bọn họ nơi nào còn dám do dự, nhao nhao quỳ lạy xuống tới. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu,
Ngay sau đó cùng hoang ma ở bốn người bản nguyên đại đạo cùng thân thể đánh xuống một đạo con dấu đặc thù. Về sau các ngươi sẽ vì lựa chọn cảm thấy may mắn. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tiếp đó, các ngươi phối hợp hoang ma, cầm xuống chư ma tổ địa địa bàn, nhưng có vấn đề. Là, ma tiêu bốn người cung kính hẳn là, chỉ ít mặt ngoài như thế. Tiêu Phàm thủ đoạn quá quỷ dị, bọn họ cũng không muốn chết ở chỗ này. Nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà để bọn hắn hiệp trợ hoang ma thu phục mặt khác cổ giới địa bàn, chẳng lẽ liền không sợ bọn họ chạy sao? Khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt nụ cười như có như không lúc, mấy người không khỏi sợ run cả người. Ta biết các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, nhưng là ta khuyên các ngươi tốt nhất diệt nó. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nói. Không dám. Ma tiêu bốn người vội vàng cúi đầu xuống. Trong lòng nhịn không được phát lạnh, tất nhiên Tiêu Phàm dám để cho bọn họ trở về, tự nhiên là có vạn toàn thủ đoạn đối phó bọn hắn. Ngươi đây. Hoang ma bí mật truyền âm. Loại chuyện này, hắn cảm thấy Tiêu Phàm càng thích hợp hơn. Ta ngay ở chỗ này. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, nói ta muốn chờ một người. Đám người. Hoang ma càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ còn có ai sẽ tới sao? Nhưng nhìn Tiêu Phàm trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, đối phương địa vì sợ cũng không đơn giản. Tiêu Phàm cũng không giải thích nhiều, khoát khoát tay để mấy người rời đi. Hoang ma thở sâu, mang theo ma tiêu cùng thái u. Ma sát sáu người, cùng bốn chi thần ma vệ biến mất ở chân trời. Thiên hình, ngươi cũng trở về đi, thời khắc chú ý mặt khác cổ giới động tĩnh. Tiêu Phàm nhìn về phía dưới chân thiên hình nói. Là, chủ nhân. Thiên hình lắc lư một cái đầu, hướng về vực ngoài tinh không bay đi. Tiêu Phàm thở sâu, nhìn xem một mảnh hỗn độn chiến trường, híp híp hai mắt, nơi này nhưng có không ít thi thể, ngươi hẳn là sẽ đến à. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp ở bên cạnh trên tảng đá lớn ngồi xuống. Một bên tu luyện, một bên lĩnh ngộ bất hủ phong thiên đồ, một bên chờ đợi người nào đó đến. Thời gian trôi qua, chớp mắt đi qua một tháng. Tiêu Phàm xếp bằng ở trên tảng đá lớn không nhúc nhích, trên người đã tích một tầng thật mỏng cho bụi, giống như khô thạch đồng dạng, cùng dưới chân tảng đá lớn hòa thành một thể. Nếu như không tử tế quan sát, ai cũng sẽ không nghĩ tới, đường đường vô tận thần phủ chi chủ liền ngồi ở chỗ này. Rốt cục, cũng liền ở một ngày này. Cuối chân trời xuất hiện một đám người, bọn họ bó chặt hắc bào, thấy không rõ khuôn mặt. Ở đặt chân chiến trường một khắc này, cầm đầu hắc bào nhân lấy tay vung lên, những người khác bỗng nhiên hướng về chiến trường tứ phương kích xạ đi. Mà chính hắn, lại là bỗng nhìn về phía chiến trường chỗ sâu, dưới hắc bào phương cặp mắt kia, hiện lên một vòng tinh quang. Sau một khắc, hắn tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Tiêu Phàm mở bừng mắt ra, hai vệt thần quang chợt lóe lên. Xem ra, ngươi một mực ở chỗ này chờ ta. Hắc bào nhân chủ động mở miệng, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, không chỉ là mỏi mệt hay là cái gì. Đã lâu không gặp. Tiêu Phàm gật đầu một cái, đứng dậy, Khương Thiên Mục tiền bối. Không đảm đương nổi tiền bối hai chữ. Hắc bào nhân khoát khoát tay, chậm rãi xốc lên vành nón, lộ ra một trương tuấn giật, lại hơi có vẻ tái nhợt mặt bàn. Ngoại trừ Khương Thiên Mục, còn có thể là ai? Bất quá so với lần trước nhìn thấy hắn, Tiêu Phàm cảm giác hắn khí tức trên thân rõ ràng bất đồng. Nếu như nói, phía trước Khương Thiên Mục còn tính là một con người thực sự, tràn đầy sinh cơ. Nhưng là bây giờ, hắn lại giống như một cỗ đi lại thi thể. Không chỉ có như thế, hắn trên người vậy mà tản ra một cỗ để Tiêu Phàm kiêng kỵ khí tức. Khương Thiên Mục lấy tay vung lên, một tòa đình nghỉ mát xuất hiện. Tùy ý ở trong lương đỉnh trên ghế ngồi xuống. Hắn bưng rượu lên ấm, rót cho mình một ly, một ngụm buồn bực phía dưới. Tiêu Phàm cũng không khách khí, ở một đầu khác ngồi xuống, cầm rượu lên bầu rượu trên bàn, rót cho mình một ly. Rượu của ta ngươi cũng dám uống. Khương Thiên Mục trêu ghẹo nhìn xem Tiêu Phàm. Chẳng lẽ còn có thể hạ độc chết ta hay sao? Tiêu Phàm nhấp một miếng, lập tức cảm giác trong miệng nguyên lực dồi dào. Toàn thân lỗ chân lông thư giãn ra, rượu ngon. Nói đi, ngươi chờ ta cần làm chuyện gì? Khương Thiên Mục mở miệng lần nữa. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua bốn phía, một cái người quần áo đen thu hết vào mắt, hắn hít sâu một cái nói, ta nghĩ biết rõ, người ta là địch hay bạn. Rất trọng yếu sao? Khương Thiên Mục dường như đã sớm đoán được Tiêu Phàm vấn đề, cho dù ta nói, ngươi cũng sẽ tin ta sao? Lại nói, coi như là địch hay bạn, cũng không phải ngươi ta quyết định.
Đó là người đó định đoạt, Cương sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Nói ra lời này thời khắc, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Khương Thiên Mục, muốn xem ra một ít gì. Nhưng mà, Khương Thiên Mục lại là thần sắc hết sức nhẹ nhõm, cười cười nói, người biết ngược lại là không ít, không hổ là bị hắn coi trọng người. Tiêu Phàm ẩn ẩn đoán được Khương Thiên Mục trong miệng, hắn, là ai, chỉ là hắn không biết, trong miệng, hắn, cùng Cương tộc có quan hệ gì. Nguyên lập trường của ta mặc dù khác biệt, nhưng là, tạm thời mà nói, chúng ta chưa nói tới định nhân. Khương Thiên Mục chủ động cho Tiêu Phàm rót một chén rượu. Vậy sau này đây? Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi. Về sau? Khương Thiên Mục sững sờ, về sau ngươi quản nó nhiều như vậy, sống ở lập tức liền tốt, về sau coi như thiên băng địa hãm lại như thế nào? Lời này của ngươi, ta ngược lại thật ra không tán đồng. Tiêu Phàm bưng chén rượu lên, một ngụm buồn bực phía dưới, nói, người luôn luôn phải có điểm mục tiêu mới đúng, bằng không ngơ ngơ ngác ngác cả một đời. Lại có ý gì? Ngơ ngơ ngác ngác không tốt sao? Khương Thiên Mục xem thường, ta liền là ngơ ngơ ngác ngác cả một đời, cảm giác cũng không tệ lắm, người a, biết đến càng nhiều, lưng đeo càng nhiều, một ngày nào đó sẽ bị đè sập. Có đôi khi, ta cảm thấy, người còn không có một cỗ thi thể tự do. Tiêu Phàm nhìn phía xa Hắc Bào Nhân, thu tập vô số cỗ thi thể, lắc đầu nói, bọn họ tự do sao? Chết rồi đều muốn bị các ngươi lợi dụng. Cho nên ta mới nói, thi thể so với người càng tự do, bọn họ phục sinh về sau, chiếm được tân sinh, cũng tương tự sẽ mất đi tự do. Khương Thiên Mục vẫn như cũ ủng hộ quan điểm của mình. Nói cho ta một chút Cương A, hắn đến cùng sống hay chết? Tiêu Phàm không nghĩ xoắn suýt ai càng tự do vấn đề, người vốn cũng không phải là thi thể. Trừ phi hắn chết, bằng không mà nói, hắn là không thể nào không để ý vô tận thần phủ, liều mạng bên cạnh thân bằng hảo hữu. Khương Thiên Mục hơi hơi trầm ngâm, nửa ngày mới nói, ta có thể xác thực nói cho ngươi. Tiêu Phàm vành tai, cẩn thận nghe. Ta hy vọng hắn chết. Khương Thiên Mục hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Khương Thiên Mục, mặc dù hắn không biết Khương Thiên Mục ở Cương tộc địa vị, nhưng là, làm một cái Cương tộc, làm sao có thể hy vọng Cương tộc chi chủ chết đây? Phải biết, Cương có thể là một cái duy nhất có thể cùng tiên chống lại tồn tại a. Nhưng Khương Thiên Mục thần sắc một chút cũng không làm bộ, cái này khiến Tiêu Phàm nội tâm càng thêm nghi hoặc. Đáng tiếc, hắn nghĩ chết rất khó, đoán chừng có khả năng rất lớn còn sống. Khương Thiên Mục thật sâu thở dài. Nếu hắn còn sống, chúng ta lại là địch nhân. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn hay là muốn một cái xác định đáp án. Rất trọng yếu sao? Khương Thiên Mục hướng về Tiêu Phàm nói. Rất trọng yếu. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, nếu là như vậy. Những cái này thi thể, các ngươi không thể lấy đi, về sau cũng không thể từ thái cổ thần giới lấy đi một cỗ thi thể. Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm trên người chán phóng khí tức như có như không, rất có tùy thời động thủ tư thế. Khương Thiên Mục trên mặt lộ ra nét cười khổ sở. Lần trước nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn còn có thể vân vê Tiêu Phàm. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm cũng đã đột phá đến tổ vương cảnh. Lúc này mới bao lâu? Cho dù hắn cũng xưa đâu bằng nay. Có được tổ vương cảnh chiến lực, có thể chẳng biết tại sao, đối mặt Tiêu Phàm nhưng lại một loại áp lực lớn lao. Hắn thật tin tưởng, mình nếu là không cho Tiêu Phàm một cái hài lòng trả lời thuyết phục, tiểu tử này tuyệt đối dám tại chỗ vạch mặt. Ngăn cản bọn họ vơ vét những cái kia thi thể đều là nhẹ, 89 phần 10 sẽ đem bọn họ những người này toàn bộ lưu ở nơi này. Khương Thiên Mục thở sâu, đáp lại nói, hắn nếu như sống sót, năm thành có thể trở thành địch nhân của các ngươi, năm thành có thể trở thành minh hữu của các ngươi. Đây coi là cái gì trả lời thuyết phục? Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm, trong lòng không ngừng trầm ngâm Khương Thiên Mục câu nói này. Vì sao? Hắn nghĩ không hiểu Khương Thiên Mục trong giọng nói ý tứ, trầm giọng hỏi. Cụ thể ta cũng không thể nói cho ngươi. Khương Thiên Mục lắc đầu, ngưng tiếng nói, nhưng ta có thể bảo đảm là, ta sẽ không trở thành ngươi địch nhân. Ngươi! Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Khương Thiên Mục. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác Khương Thiên Mục trong nháy mắt cao lớn lên. Nghĩ đến, gia hỏa này ở Cương tộc địa vị không thấp, bằng không mà nói, sẽ không thần thái như thế tự nhiên. Không sai, ta chỉ có thể bảo chứng bản thân. Khương Thiên Mục cười cười, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta chỉ có thể cùng ngươi nói như vậy. Tiêu Phàm trầm ngâm nửa ngày, nhìn nơi xa Hắc Y Nhân một cái, sau đó bỗng nhiên tại chỗ biến mất, hư không chỉ có một thanh âm quanh quẩn, hy vọng chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Khương Thiên Mục nhìn qua trước mắt không chỗ ngồi,
lại liên tiếp rót cho mình vài chén rượu, hung hăng chút vào trong miệng. Ta cũng hy vọng không có một ngày này. Khương Thiên Mục thấp giọng tự nói, dường như nói mê, bất quá, vô luận tương lai làm sao, tiền đề cũng là ngươi có thể còn sống sót. Nói đến đây, Khương Thiên Mục nhìn thoáng qua thiên khung phía trên. Nơi đó, có 10 cái cổ giới tản ra một cỗ áp bách tính khí tức, tùy thời đều có thể giáng lâm thái cổ thần giới, cùng dung hợp thành một thể. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại qua một tháng. Tiêu Phàm trở lại Vô Tận Thần Sơn, giả dĩ kế nhận mở ra bản nguyên đại đạo. Một ngày này, hoang ma rốt cục trở về. Không phụ kỳ vọng, ma tộc lưỡng giới địa phương đã thu phục. Hoang ma thở sâu, bất quá, đón lấy bên trong chúng ta phải đối mặt, thế nhưng là 10 cái cổ giới. Tăng thêm Vô Lượng Thiên, Vô Tận Thần Phủ đã có tứ giới địa phương. Đặt ở tiên cổ thời đại, đây chính là tương đương với chiếm cứ vượt qua 1/5 địa bàn, dĩ nhiên coi là một cái quái vật khổng lồ. Bất quá, Tiêu Phàm muốn bảo trụ phần này cương thổ, lại không phải dễ dàng như vậy. Hắn lo lắng nhất cũng không phải là Thái Tuế, mà là những cái kia ẩn thế đại tộc. Cửu Thiên tộc rời đi, bây giờ không chi âm tin tức. Nhưng một khi những cái kia cổ giới giáng lâm, Cửu Thiên tộc tất nhiên cũng sẽ lần nữa hiện thế, Vũ Đan Thanh đoán chừng cũng đã đột phá tổ vương cảnh. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không cho rằng, Vũ Đan Thanh là Cửu Thiên tộc người mạnh nhất. Liền như là hoang ma đồng dạng, ở không người nhất thống thái cổ thần giới trước đó, hắn không dám giáng lâm, sợ ảnh hưởng thái cổ thần giới khí vận. Cửu Thiên tộc khẳng định cũng có một chút hóa thạch sống, tại Cửu Thiên tộc lớn mạnh trước đó, cũng ở vào bản thân phong ấn trạng thái. Mà ở đông đảo ẩn thế trong đại tộc, Cửu Thiên tộc hẳn là cũng không tính là mạnh nhất. Ta để thiên hình thời khắc chú ý thiên ngoại động tĩnh, hẳn còn có một chút thời gian. Tiêu Phàm nhìn trời bên ngoài, hai mắt nhắm lại, đoạn này thời gian, ta Vô Tận Thần Phủ hẳn là đủ để ứng đối. Thiên nhân tộc một lần này tử thương thảm trọng, ta lo lắng là thần thánh thiên sứ sẽ ra tay. Hoang ma ngữ khí ngưng lại, đối thần thánh thiên sứ tràn đầy kiêng kỵ. Đây chính là từ tiên cổ thời đại sống sót cổ lão tồn tại, ai biết bọn họ bây giờ đến cảnh giới nào. Cho dù không phải tiên vương, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Thần thánh thiên sứ. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, đột nhiên hỏi, cho dù thần thánh thiên sứ lại làm sao cường đại, tối đa cũng chỉ là tiên vương cảnh A, thiên nhân tộc số lượng có hạn, bọn họ làm sao nhất thống chư thiên. Lại nói, ngươi nói hai người chúng ta tiêu diệt thiên nhân tộc, ngươi thật có tự tin này. Hoang ma một trận lúng túng, sắc mặt có chút đỏ lên. Trước đó Tiêu Phàm chỉ là mới vào tổ vương cảnh, hắn loạn cửa thổi châu, không nghĩ tới Tiêu Phàm lại tưởng thật. Hơn nữa, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm như thế biến thái. Ta liền biết ngươi đang khoác lác. Tiêu Phàm hung hăng trừng bạch ma một cái. Khụ khụ, hoang ma vội ho một tiếng, giải thích nói, ta vốn cho là ma tộc sẽ cùng nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ, như thế ứng phó thiên nhân tộc hy vọng rất lớn. Chỉ là ta không nghĩ tới, thế cục sẽ phát triển trở thành dạng này, thiên nhân tộc muốn chiếm lấy chư thiên, thần thánh thiên sứ rất hơn suất sẽ ra tay. Tiêu Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, vậy liền đi được tới đâu hay tới đó à, đúng rồi, ngươi đối những cái kia ẩn thế đại tộc hiểu rõ không? Ngươi là lo lắng ẩn thế đại tộc. Hoang ma sững sờ, điểm này ngươi không cần lo lắng, lúc này xuất hiện cái gọi là ẩn thế đại tộc, căn bản tính không được đại tộc. À... Tiêu Phàm nghi ngờ hướng về hoang ma. Hoang ma đắng chát cười một tiếng, nói cho ngươi cũng không sao, những cái kia chân chính ẩn thế đại tộc, đều sẽ không xuất hiện ở đây, bọn họ tất cả đều ở một cái địa phương. Địa phương nào? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Hoang ma do dự chốc lát, cuối cùng vẫn cắn răng nói tiên cấm kiếp địa. Tiên cấm kiếp địa? Tiêu Phàm trợn to hai mắt. Hắn cho là mình đối chư thiên vạn giới đã đủ rồi giải. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tiên cấm kiếp địa, nơi này a. Vậy thì là cái gì địa phương, vậy mà khiến cho đông đảo ẩn thế đại tộc tề tụ nơi này. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hoang ma lại nói, không chỉ có ẩn thế đại tộc ở nơi đó, chưa chết tổ vương cảnh, đại đa số đều tại nơi đó. T. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh. Đột nhiên, trong đầu hắn toát ra cái ý nghĩ, cái kia tiên cảnh chi môn, cùng tiên cấm kiếp địa có quan hệ. Hoang ma gật đầu một cái, nói một cách vô cùng trịnh trọng, không sai, những cái kia tổ vương cảnh, chính là bị cưỡng ép đưa vào tiên cấm kiếp địa. Vì sao vậy? Tiêu Phàm thở sâu, cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Ngươi hẳn phải biết tiên ma giới vì sao phá toái à?
Hoang Ma giải thích nói, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắn lại nói, tiên cố nhiên là kẻ cầm đầu, nhưng chủ yếu nhất vẫn là hỗn độn tiên linh. Hỗn độn tiên linh không phải bị phong ấn ở thời không chi hà một chỗ khác sao? Tiêu Phàm kinh ngạc, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Không sai, đại bộ phận hỗn độn tiên linh bị phong cấm ở thời không chi hà, nhưng là, cũng có một số nhỏ trốn đi qua, hơn nữa, bọn họ đều là hỗn độn tiên linh bên trong chí cường giả. Hoang Ma thần sắc càng ngưng trọng thêm, tựa như không muốn nhắc tới lên tiên cấm kiếp địa. Không chỉ có như thế, chúng ta địch nhân lớn nhất, vẫn là tiên thuộc hạ. Tiên còn có thuộc hạ. Tiêu Phàm kinh hãi ngồi lên, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Tiên khủng bố như thế, hắn thuộc hạ như thế nào kẻ yếu? Bằng không, ngươi cho rằng bằng tiên một người, liền có thể điều khiển hỗn độn tiên linh, vỡ nát tiên ma giới, giết vạn tộc không thở nổi sao? Hoang Ma tức giận. Tiêu Phàm tốt một trận trầm mặc, Hoang Ma lời nói cho hắn rung động quá lớn. Thật lâu, Tiêu Phàm mới thở sâu, nói, đã như vậy, cái này nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc, vì sao còn phải diễn kịch? Không chỉ có riêng là vì diễn kịch, bọn họ làm như thế, một là vì để cho thiên nhân tộc ngư ông đắc lợi, hai là vì ứng phó tiên. Hoang Ma lắc đầu, nói một cách vô cùng trịnh trọng, ngươi cũng biết, tiên một bộ phân thân bị thái ma chấn áp, có thể ngươi biết, tiên có mấy cố phân thân sao? Tiêu Phàm mờ mịt lắc đầu. Ba bộ. Hoang Ma dựng lên ba ngón tay. Tiêu Phàm nhìn không được hít một hơi lạnh, một bộ phân thân liền như thế đáng sợ, tiên lại có ba bộ phân thân. Vậy hắn bản tôn, lại là làm sao khủng bố? Ba bộ phân thân, thái ma chấn áp một bộ, thái cổ thời đại, tu la tổ ma bọn họ chấn áp một bộ, hoang cổ thời đại, đấu thiên bọn họ chấn áp một bộ. Hoang Ma tinh tế nói tới, ngữ khí càng ngày càng ngưng trọng hơn nữa, bọn họ sở dĩ có thể chấn áp, là bởi vì tiên cổ thời đại, luân hồi lão nhân bọn họ đã thương nặng tiên bản thể cùng phân thân. Bằng không mà nói, bằng vào mấy cái thiên vương cảnh, nhưng không cách nào chấn áp hắn phân thân. Cho dù thái ma thân làm tiên vương cảnh, cũng không thể không tá trợ vạn linh chi huyết. Đây cũng là vì sao muốn nhắc lên nhân ma yêu tam tộc đại chiến một trong những nguyên nhân. Vậy tiên bản thể đây? Tiêu Phàm hít hít hai mắt, hắn đã không cách nào tưởng tượng tiên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiên bản thể, bị phong cấm ở thời không chi hà một đầu khác. Hoang Ma cũng không giấu giếm Tiêu Phàm. Nói cách khác, người, ma, yêu tam tộc số cổ đến nay, chẳng qua là cho tiên phân thân. Cùng hắn thuộc hạ chiến đấu. Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm, sự tình hoàn toàn vượt quá hắn nhận thức. Vậy ngươi cho rằng đây? Hoang Ma bất đắc dĩ thở dài. Không đúng, ta lúc đầu tận mắt nhìn thấy, tu la tổ ma 6 đại chí cường cùng ma tộc 12 đại ma tổ giao thủ, cũng không phải là giả. Tất nhiên tiên phân thân cùng hắn thuộc hạ cường đại như thế, các ngươi vì sao còn muốn tự giết lẫn nhau, suy yếu bản thân lực lượng? Tiêu Phàm vẻ mặt không thể tin. Ngươi tận mắt nhìn thấy. Lần này đến phiên Hoang Ma kinh ngạc. Ta nhìn thấy qua một chút chiến đấu hình ảnh. Tiêu Phàm liền vội vàng giải thích nói, xuyên toa thời không sự tình hắn còn là không chuẩn bị để Hoang Ma biết rõ. Kỳ thật, hắn đâu chỉ tận mắt thấy tu la tổ ma đám người cùng ma tộc các cường giả giao thủ. Hắn còn tận mắt thấy Hoang Ma đầu một nơi thân một nẻo. Hoang Ma hoảng hốt, nói, lúc trước một trận chiến, chỉ là bố cục bắt đầu, chính là vì để tiên giới. Cũng chính là bây giờ thái cổ thần giới chia ra làm 19. Trước đó, bọn họ cũng liên thủ đem ma giới phân làm 19 cái đại giới, chỉ vì cho người đến sau càng nhiều cơ hội, lẫn nhau trèo phong. Kỳ thật trận chiến kia, nhìn bề ngoài đến chính là nhân, yêu, ma tam tộc tự giết lẫn nhau, trên thực tế là nhân, yêu, ma tam tộc các cường giả liên thủ, ở dị thời không đối chiến tiên phân thân. Ngươi nói thái cổ thời đại cùng hoang cổ thời đại cũng là vì chấn áp tiên một bộ phân thân, vậy hắn hai cỗ này phân thân đây? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Ngủ say. Hoang Ma cắn răng phun ra mấy chữ. Không chết. Tiêu Phàm kinh ngạc. Hoang Ma lắc đầu, đáp phi sở vấn nói, người đời chỉ biết, tổ vương cảnh bất tử bất diệt, trên thực tế ngươi cũng biết, tổ vương cảnh là có thể giết chết. Đương nhiên, giống như ngươi diệt sát tổ vương cảnh sự tình chưa bao giờ phát sinh qua, mặt khác tổ vương cảnh chiến đấu, đều là từng chút ma diệt đối phương bản nguyên đại đạo. Nhưng là, muốn triệt để gạt bỏ, vẫn là cực kỳ khó khăn. Huống chi tiên đây. Như vậy nói cho ngươi hay, mặt khác tổ vương cảnh đều có thể giết chết, nhưng tiên lại là chân chính bất tử bất diệt, cơ hồ vĩnh sinh. Dừng một chút, hắn lại nói, tuy nhiên tiên phân thân bị đánh nát, nhưng là chúng ta đều biết, hắn không có chết,
tùy thời đều có thể lần nữa thức tỉnh. Hoang cổ một trận chiến về sau, lại trải qua viễn cổ, thượng cổ, mặc dù tiên phân thân chưa từng xuất hiện, nhưng là một thế này, hắn tuyệt đối sẽ xuất hiện. Vì sao? Tiêu Phàm kinh ngạc. Ta cũng không biết, Thời Không lão nhân là nói như vậy. Hoang Ma lắc đầu. Chẳng lẽ lại là tính tới? Tiêu Phàm kinh ngạc sau khi, lại trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, nói như vậy, sư tôn ta, hắn cũng đang tiên cấm kiếp địa. Còn có Tu La Tổ Ma, Đấu Thiên, Minh Vương bọn họ. Đấu Thiên cùng Minh Vương bọn họ là ở tiên cấm kiếp địa, nhưng là Thời Không lão nhân cùng Tu La Tổ Ma bọn họ không có. Hoang Ma như thực nói ra. Không đợi Tiêu Phàm hỏi thăm, hắn lại bổ sung, Thời Không lão nhân cùng Tu La Tổ Ma, bọn họ đang tìm kiếm tiên phân thân, cụ thể ở đâu, ta cũng không rõ ràng. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Không đúng, ngươi không phải nói Tu La Tổ Ma cùng Đấu Thiên bọn họ trấn áp tiên phân thân sao? Tiêu Phàm khó hiểu nói. Là bị trấn áp, nhưng là hắn phân thân về sau lại không hiểu ra sao biến mất. Hoang Ma nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ, tiên thủ đoạn, không thể tưởng tượng, nếu không phải Thái Ma lấy thân trấn áp, đoán chừng cũng tìm không thấy hắn. Người yêu chủ kia đây? Tiêu Phàm đột nhiên lại hỏi, hắn và hắn thuộc hạ, Thái Cổ 12 hung, hình như là thật đã chết rồi à. Vạn cổ hung phần bên trong chôn giấu lấy bọn họ. Đó cũng là giả. Hoang Ma lắc đầu, bất quá bọn hắn tình huống có chút đặc thù, mặc dù bọn họ không có triệt để chết đi, nhưng đúng là giả chết. Nhìn thấy Tiêu Phàm không hiểu, Hoang Ma dứt khoát không đếm xỉa đến, việc đã đến nước này, nói cho ngươi cũng không sao, yêu chủ, Thái Cổ 12 hung, tất cả đều lấy vô thượng đại pháp, chia lìa nhục thân cùng linh hồn. Bọn hắn nhục thân lưu tại giới này, nhưng linh hồn lại tiến nhập tiên cấm kiếp địa. Nhưng là, ngươi lần trước nhìn thấy tất cả, chân linh cũng tốt, lực lượng cũng được, chỉ là một cái ngụy trang, dùng để tính toán thiên nhân tộc. Đương nhiên, bọn hắn nhục thân xác thực bị phong ấn ở vạn cổ hung phần, ngươi cũng nhìn thấy qua, chính là cái kia cổ tế đàn. Bất quá, bọn họ lực lượng, có một bộ phận lại là bị phong ấn ở một chỗ khác, dùng để tỉnh lại bọn họ, chỗ đó, gọi là thất lạc yêu hải. Thất lạc yêu hải. Tiêu Phàm con ngươi khẽ run lên, nguyên lai, đây mới là chân tướng sự tình. Hắn có bỗng nhiên nhớ tới thất lạc yêu hải phát sinh sự tình, sắc mặt bỗng lạnh lẽo, các ngươi sợ là không biết, cái kia đáng chết hổ tổ sớm đã phản bội, đã từng còn truy sát qua ta. Hoang Ma sững sờ, cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi khi đó là cái gì tu vi? Tựa như là pháp tôn cảnh a. Tiêu Phàm không hiểu. Ngươi pháp tôn cảnh, có thể từ hổ tổ trong tay đào thoát. Hoang Ma khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi mặc dù yêu nghiệt, nhưng là vẫn không thay đổi thái tới mức như thế. Hổ tổ ra sao tu vi, ngươi một cái pháp tôn cảnh, có thể chạy trốn. Hổ tổ bọn họ ở cái kia giả chân linh bên trong lưu lại một chút không trọng yếu ký ức, hơn phân nửa là cái kia giả chân linh xảy ra vấn đề mà thôi. Hoang Ma lắc đầu. Không phải hắn xem thường Tiêu Phàm, nếu như bây giờ Tiêu Phàm còn tốt, có lẽ có thể cùng hổ tổ một trận chiến. Nhưng pháp tôn cảnh, Hoang Ma nghe có chút muốn cười. Tiêu Phàm có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, mình quả thật nghĩ nhiều lắm. Hổ tổ, tốt xấu cũng hẳn là cùng Hoang Ma thống nhất cấp độ tồn tại a, há lại sẽ chỉ là thánh tổ cảnh đây. Đúng rồi, ta còn gặp qua lang tổ, bất quá hắn không thừa nhận, hắn hẳn là thật sao? Tiêu Phàm lại nói sang chuyện khác. Hoang Ma lộ ra vẻ cổ quái, ngay sau đó đem chuyện lúc trước cùng Tiêu Phàm giảng thuật một lần. Tiêu Phàm nghe được lên cơn giận dữ, thì ra là thế. Hắn kém chút hại chết ta, cho nên mới tới giúp ta. Vậy hắn vì sao lại đem vĩnh hằng thời không bên trong người mang đi? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lửa giận liền không chỗ phát tiết. Hết tập 329.